Quý vị coi ở nhà mình làm chồng, vợ mình có một đứa thôi á, mà nó ăn hiếp cha mẹ mình kìa. Mà nói về nó nằm kế bên mình, nó còn nói anh biết á, em làm dâu nhà này đâu có dễ đâu. Không, mấy ông có khi gặp vợ vậy đó nghe, ông nghe câu này quen quen á, làm dâu nhà anh đâu có dễ đâu, mẹ anh khó còn hơn cái thứ gì. Em là vì anh lắm mà em chịu đựng bà. Cái đầu mình thấy vợ nói chuyện như tội nghiệp quá, đàn bà nó ngọt mà. Chợ em thôi thông cảm mẹ nghe, lo cho mẹ nghe chứ, mẹ già rồi, chắc mai mốt bà chết rồi đâu có sống hoài đâu. Thấy không? Vậy còn có thể được được, mà gặp mà nó chăm chích mà mình mà về ra ngoài mình gặp mẹ, mẹ sao mày già rồi mà mày khó với vợ con quá vậy mẹ. Trời trời, nó sống ở nhà mình, nó lo gia đình, nó đẻ con cháu cho nhà mẹ mà sao mẹ không có thương nó, mẹ ghét nó, mẹ nói này này nó kia, nó gì mẹ khó quá, mẹ chết mất cho đi mẹ. Mẹ trong nhà con thấy nhà con bó bắt ổn lu bu quá, mẹ chết đi. Trời ơi, cái bà già bà khóc lóc, bà buồn chán, bà mất trong lòng bà thì bà phải tìm đường bà đi. Tại vì sao bà buồn quá, sống với con trai nó nghe lời vợ mấy tiếng nó xuống chửi mình à, nói mình này kia, mẹ con cho mẹ nói vậy, con bà không nói vậy, tôi biết bà quá mà từ xưa tới giờ bà khó khăn khó chịu, già mà không biết thân phận đâu. Mỗi ngày nó lo cho bà, tôi đi làm cực khổ gì, tôi lo cho bà mà bây giờ bà khó khăn vậy đó. Tôi nói cho bà biết, bà mai mốt mà vậy nữa là tôi không có chấp nhận bà đâu nghe. Thì bà già bám ức chứ làm sao. Đây là ví dụ của tôi nghe chưa, cho vị biết ví dụ của tôi nghe. Nhưng mà xã hội không phải là không có đâu nghe, nó không phải là không có đâu. Bây giờ nó là mẹ dâu chứ không phải là con dâu đâu. Nó, bây giờ là dâu mà nó đừng có nói dâu rể nghe, nó bây giờ nó là cội bồ đề dâu rể, nó kênh với mẹ cha mình đó. Nên mình á, mà đàn ông con trai vừa cưới vợ về, trước nhất là cái đêm động phòng là phải nói chuyện cả đêm. Bữa sau tính gì tính. Hiểu chưa? Mấy ông mà trời ơi, đêm động phòng chưa cho mấy ông nhậu xỉn sai, mấy ông nói chuyện lạng quạng, tàu lao bác xế không, đúng không? Người ta nói cái ban đầu là cái quan trọng, phải nói chuyện. Bây giờ mẹ anh, cha anh già vậy đó, mình sống có tình có nghĩa, sau này con cái mình nó có tình có nghĩa với mình. Bây giờ mẹ cha anh là khó chứ không phải dễ đâu á. Nhưng mà mình là bổn phận dâu con thì mình phải thương yêu cha mẹ để làm tấm gương sau này con mình thương yêu mình. Nó em nhớ đó, nói này nữa kia từ ban đầu nói rõ ràng hết đi. Về sau nói ban đầu anh đã nói rồi mà. Hoặc là chưa vô đám cưới mà nói trước đi. Mình là đàn ông hơn người là như vậy đó. Chứ đừng có mà thương cái mà mình cái gì mình cũng nói ừ, cái gì về thì gia viên khó quá không ở được thì ghiệt thôi. Chứ có gì đâu mà sợ em. Anh quyết định anh thương em là nói thiệt chứ. Cỡ nào anh cũng chiều em. Em yên tâm. Lấy anh là thoải mái. Không ai dám đụng tới em đâu. Nó ừ vậy là lấy được á. Nó về nó kênh tá lả âm binh. Nó nói chồng tao là số 1. Tao cự tá lả âm binh. Chứ có gì chồng tao ra mặt. Đúng không? Nên mình trước nhất người phụ nữ là mình phải dằn người ta một cái. Chứ không phải để ban đầu mình thương người ta. Thương là lâu dài. Chứ đâu phải thương một ngày một bữa. Đâu phải là đem về để đội trên đầu đâu mấy ông. Đâu phải đem nó về để đổ trên đầu. Vợ chồng là cùng sống với nhau, là cùng chung tay, chứ không lẽ mình đem về để mình để trong tủ mình nhìn. Nhìn có cơ bằng không? Mình từ nơi đó đừng có cái ban đầu thương nghe, mà cái gì cũng nói cho bằng được để đem về. Đem về rồi lúc đó mới có chuyện xảy ra đó. Nó là kinh nghiệm cho mấy bà dạy con trai á. Kinh nghiệm để dạy con trai mình á. Nó muốn có hạnh phúc lâu dài là phải nói từ đầu, về sau dễ nói chuyện. Nó giống như có một anh chàng, bởi vì tôi nói con trai phải mạnh mẽ nha, đang ngồi ở đây nè, đây nè, nó đẹp trai, sợ vợ, biết rằng á, vợ mình sợ như Đức cũng từng nói, nhưng mà sợ với cái đạo đức kìa, sợ với một cái nhân cách đạo đức á, là mình thiếu đạo đức hơn người ta, mình sợ người ta. Chứ làm gì sợ bằng cái sự hung sùng. Người phụ nữ hung sùng mà sao mà mình sợ được. Không phải là mình đánh người ta, mà là mình phải có một lời nói của đàn ông. Thật sự mà nói đàn ông mà bây giờ vợ mình nó chửi mình là chắc chắn là mình phải là đàn ông sao nó mới chửi. Chứ như cái mặt như Đức ai dám chửi.
dám mới sợ luôn á, coi không dám luôn á. Thì người ta rõ ràng bây giờ dù không phải là nói, tôi nói hai chữ thành đạt gì quá, nhưng mà mình cũng phải có cái giá trị của người đàn ông mình. Thì như vậy không có ai, người phụ nữ nào dám ăn hiếp mình, nó chắc chắn luôn. Người ta cảm thấy, người ta cảm thấy hãnh diện khi người ta có người chồng vậy. Còn bây giờ vợ mình nó bụp mình, nó sực mình là do bản thân mình phải làm sao? Phải xem lại chứ không có giỡn đâu. Nó còn mình là người phụ nữ mà chồng mình mà nó không chấp nhận mình là người phụ nữ thì sao? Phải xem lại. Mình là người học Phật rồi mình phải nhìn nhận cho sâu sắc. Chứ thật sự ai cũng muốn cái tốt, nhưng đã tốt rồi không ai mà bỏ. Dạ gì bỏ? Thấy không? Nên từ nơi đó mà thanh niên mà đẹp trai cao ráo mà sợ vợ. Không, chàng thanh niên vợ có bồ, anh nói cho em cơ hội. Theo quý vị nghĩ sao? Cho cơ hội, nhỏ kia vẫn là không quay đầu, không sửa đổi, mà cũng đi đến đây nghe ngày chủ nhật nữa nghe. Nó đang ngồi trên lầu hay gì đó. Trời ơi, nó bây giờ mình là người đàn ông mà bây giờ người đàn bà mà như vậy là không có được. Không có thể nào chấp nhận cái người đàn bà mà đã có chồng rồi mà đi lấy người khác. Không lẽ bây giờ mình đói đến cái mức mà không lẽ mình đem người đàn bà như gì chợ? Mình đang năn nỉ người đàn bà đó về, đúng không? Bây giờ mấy ông chấp nhận mà vợ mình nó đi nó lấy trai mà mình đi năn nỉ nó không? Ai mà chấp nhận luôn, điều này kỳ cục quá chả. Từ khi là người vợ này mình thương quá rồi, nó có cái biết nó cái lỗi của nó. Rồi nó về nó nói anh ơi em lỡ dạy, thằng kia nó nói ngộ quá, em siêu lòng. Nhưng trong lòng em thì thương anh nhiều lắm, em hứa với anh từ hôm nay, từ hôm nay em đứt đoạn, không bao giờ ngó liếc nhìn ai nữa hết trơn. Anh cho em cơ hội đi. Thì mình là người đàn ông rộng mở cái tâm mình thấy mình cũng có lỗi, là do đi làm sớm về muộn, giết mình bỏ bê gia đình, giết rồi xảy ra vấn đề này thôi. Mình từ đây mình xây dựng lại, rồi thôi mình cho vợ mình cơ hội đi, vì cũng tội nghiệp, cũng còn tình cảm. Nên thôi những cái chuyện cũ đã qua, chuyện cũ bỏ qua đừng nhắc nữa, đúng không? Vậy thì còn có thể được. Còn nói nó đã đi có bồ khác mà đi năn nỉ nó, đố mà năn nỉ mày. Muốn cái gì? Cái chuyện vẫn chơi hết trợ. Tự nhiên bây giờ vợ mình mà đi lấy thằng khác mà đi năn nỉ, không có chuyện đó đâu. Dù là xấu như con ma, những đứa con không năn nỉ. Trời ơi, trời. Thấy không? Con người nó phải có một cái nhân cách gì chứ. Ví dụ như cái ngã của con người biết rằng là nó không có hay, nhưng mà con người nó không có cái ngã là không có sĩ diện. Quý vị biết con người mà nó loại sạch cái ngã của con người và nhân cách của con người luôn, thì con người nó sẽ vô tri, không có sĩ diện gì hết trơn. Bản thân mình nó sẽ không có một cái gì được kích động hết trơn á. Con người biết rằng là ngã mạn kiêu ngạo là không có hay, nhưng mà chúng ta phải có cái ngã để dễ được kích động. Ai mà chỉ cần nói nhẹ mình cái là mình sẽ điều chỉnh, mình sửa liền, hiểu không? Đó nó mới hay. Còn cái này mà mình là người đàn ông mà nó lề nhề như ba gọi thì không được. Nó trời ơi. Nên nó từ nó đó đàn ông mà bây giờ vợ nó nói ông buồn, ông nói ông thắt cổ ông chết nè. Bản mặt mày mà dám thắt cổ, trời trời trời. Thấy chưa? Có nghĩa là hoàn toàn người ta không tin mình, mà không dám làm. Đi tu nói mặt mày mà đi tu, cuối cùng vô chùa 2 ngày đi về mất tiêu. Thấy chưa? Không làm được. Thấy chưa? Người đàn ông mình, mấy ông thấy không? Đàn ông phải làm được một cái chuyện gì mà bản thân mình đã nói được, phải cố gắng. Người phụ nữ vẫn là tôn trọng, mấy không? Chứ gặp mà mình ăn không ngồi rồi, những đứa nói đàn ông mà mình sống với ví áo đàn bà mà ăn tiền của họ là không dễ đó. Là thà người đàn ông mình nuôi vợ chứ đừng để vợ nuôi mình. Mình phải là người đàn ông nuôi vợ. Tại vì sao đôi vai người đàn ông lớn hơn đàn bà? Vì đôi vai lớn mới là điểm nương tựa. Thấy chưa? Hiểu không? Nên từ nơi đó mình là người đàn ông mà mình sống với bí áo đàn bà, mà ăn bám đàn bà thì có không có được. Đàn bà mà sống mà đàn ông lo thì đúng, không có sai. Nhưng đàn bà mà lo cho đàn ông là không có đúng. Đàn ông như vậy là hết xài. Nên xem lại đi, rồi tự mình phát huy lại. Nó như vậy thì nó rất là hay. Đó nên những đức mong rằng những cô mà đi đến chùa mình nghe đạo, các cô là lỡ mình sai gì mình xây dựng lại đi các cô. Mình sai mình xây dựng lại đi. Cũng như cái cặp vợ chồng trẻ đó, nó thiệt chứ, thằng chồng nó hiền quá. Nó hiền quá, mình ăn hiếp nó. Mình chửi nó, kêu nó bằng mày tao mày tớ.
vợ chồng mà kêu mày tao thì còn hơn là chở búa. Vợ chồng cái gì kỳ cục cái trời, ít gì cũng anh em một tiếng, còn trẻ mà, hiểu không? Nó còn kêu như ngày xưa mình thở nhột. Thấy không, ngày xưa không kêu, bây giờ không kêu vậy đúng không? Ít gì cũng là anh em nó ngọt ngào chút xíu, phải không? Chứ bây giờ mà trời ơi gì đâu mà vợ nó kêu chồng bằng mày không? Vậy thì không được rồi. Nghe đạo mà không có áp dụng thì thua rồi, hiểu không? Rồi đó, chồng hiền quá đối xử với chồng vậy, rồi bây giờ đi lấy chai, rồi bây giờ chồng nó phải năn nỉ, nó đeo theo nó năn nỉ. Vậy đó mà mai mốt với khi nó hết nợ nó bỏ ra, nó bỏ ra rồi mới gặp cái thằng lũ đạn hơn nó. Cái thằng lũ đạn nó xử em cho mà biết, à, không có giỡn đó trời. Trong cái cuộc đời này á, người xưa ta nói á, ngày xưa quả báo thì lâu mà đời nay quả báo một giây nhãn tiền nó đến liền. Đừng nói chuyện giận chơi, nó đến á. Đừng có nói mình có chồng hiền hậu, mình coi thường, mình chửi mắng người ta. Mai mốt có khi mình gặp cái thằng lũ đạn nó quýnh mình cho te tua rụng răng luôn á. Nó nên từ nơi đó mà mấy cái bà mà lỡ chồng bỏ chồng chê, hoặc là lỡ mà hết duyên với vợ chồng á, thôi gặp chùa mình rồi tập tu luôn đi, lãng quảng cho nó mệt thêm. Đủ rồi, nhiêu đó được rồi. Mình tiếc kiếm gì nữa giờ, mình kiếm sự an lạc trong Phật pháp phước cho rồi đi, rồi ở vậy nuôi con đi nghe. Dù là cha hay mẹ gì cũng vậy với mấy đứa con, mình hữu hỷ bên nhau mà mình sống, dù có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, vẫn có thấy có tình cảm con người hơn. Còn hơn là giờ mình rước một cái thằng đàn ông lạ về con gái mình ở nhà sao? Thật sự mà nói, thí dụ như bây giờ những đứa ngày xưa mà mẹ như đứa mắt là những đứa muốn ba, những đứa có vợ lắm. Cái tính những đứa là gì biết không? Là vì mình không có thích ở nhà. Mà bây giờ ba mình mà ổng ở nhà mà giờ mình đi thì lương tâm mình thấy nó kỳ kỳ. Nên mình muốn có cái bà nào lo cho ổng phước cho rồi để mình đi. Nó thiệt là những đứa là một thanh niên nó giống như là muốn bay nhảy á. Nó không có muốn bị một gia đình bụ ràng quý vị. Nó rồi nên những đứa cứ đốc suối ba, những đứa không có vợ đi ba. Con thấy cái bà xóm trên được, cái bà bán bánh ướt á. Cái bà bán bánh ướt được nó ghê, bà cứ bả đại đi để con có bánh ướt con ăn. Trời ơi mà ổng không chịu nghe. Cuối cùng đâu có vợ nữa đâu. Nói không, còn gặp mà người đàn bà là đừng nên bước thêm bước nữa. Người đàn bà đừng có bước thêm bước nữa. Nó nên người ta xưa, người xưa nói câu gì nè, đàn ông năm thê bảy thiếp, đàn bà chín chiên một chồng. Quý vị nói thờ này mà còn câu này nữa. Thờ này phải dùng cái câu là ông ăn chả thì bà ăn cà lém. Trời ơi là tao thờ nào cũng là đạo đức hết chứ mấy bà u. Cái bà u. Nói cái gì? Trời ơi người ta sao kệ người ta, mới mình an phận mình đi. Hiểu không? Nó bây giờ mình có một hai đứa con à, lỡ mà hết duyên với chồng á thì thôi người ta sao kệ cái chuyện của đàn ông người ta. Còn mình đàn bà thôi mình yên đi. Ở vậy nuôi con đi. Hết gạo vô đây tôi cho gạo về ăn. Đúng không? Thôi bước thêm bước chi bước nữa tàn. Thôi mất công lắm. Rồi đem thằng chồng nó về, biết đâu thằng chồng nó sống với mình. Rồi con gái mình nó lớn lên rồi thằng chồng nó ở nhà nó tầm bậy tầm bạ nữa. Bây giờ nó không nghe giáo dục gì hết trơn, nó đâu có cầm lòng được đâu. Nên từ nơi đó con gái mình lớn lên cái chuyện này xã hội nhiều lắm. Rồi mình cũng không yên tâm nữa, gặp thằng chồng vậy nó phiền phức không? Thôi lỡ mà hết duyên thôi ở dậy nuôi con đi, rồi Tết nhất vào đây tôi lo cho. Hiểu không? Tết ông cần phải lo nghĩ cái gì hết trơn á biết không? Nó rồi tới giờ nào già già vô đây tôi hộ niệm cho. Vậy giờ còn gì nữa không? Mà gặp chùa mình là đúng là ngôi nhà hạnh phúc nghe, nó thiệt đó, nơi chốn bình an đó. Nếu như quý vị mà cố gắng tu mà quý vị hồi hướng mà cái duyên mà chùa này nó tồn tại á, cả đời những đức là vì cũng ngon lắm á. Hết đời những đức luôn là cũng ngon lắm chứ không giỡn đâu nha. Tại vì những đức có cái tâm lo cho người ta. Vì mình thích lo cho người ta, vì mình biết rằng là lo cho con người là thù thắng mà thích. Đó nên á, từ nơi đó mà cái anh mà đóng mấy cái đơn này nè, anh đóng sao mà cho nó ngon lành, nghe không? Nó rồi mà anh đóng làm sao mà cho nó chắc chắn. Anh nhớ nè, tốt rẻ mà cây phải phẻ. Chưa, đối với chùa là gì? Mình tích phước chứ không phải tích tài, nghe không?
không? Nhớ nghe, tích phước hơn tích tài. Nó tích tài thì cuối cùng cũng xa mình, mà tích phước thì mới theo mình mãi mãi. Vị đi xuống dưới nhà ăn có cái bức tranh mà chữ tâm, thấy không? Mấy vị đọc thử coi rõ ràng không? Nó để ngay ra cái đường đi đi, người kẻ qua người đi lại mà nhìn. Nó đây là cái cơ hội tích phước, thấy không? Nó nhưng mà kệ, người ta làm thì phải có lợi nhuận, nhưng mà mình vừa phải thôi. Để đối với chùa chiền có phước. Còn vị sao cũng được, nhưng mà những đức là nhắc vậy đó. Để, nhưng mà anh này đã nghe pháp những đức, anh biết, anh hiểu hết trơn, chùa mình nuôi người già. Thì bây giờ mà được cậu đóng hết nguyên một cái dạng đơn cho mấy bà già đó nào. Mua cho mỗi bà một chiếc chiếu chúc cho nó mát. Lo tới bờ tới bến lưu thử ở nó sao. Mấy bà già bà vô chùa bà niệm Phật mà, tương lai bà làm Phật mà, mình sợ gì? Mình lo cho người làm Phật không có sợ. Đó. Ai mà đây mà hoặc khắp nơi mà nghe một cái nói mai điện thoại có được đơn đóng vô con cúng sạch luôn. Cơ hội cùng kết duyên với bà già này, cũng mấy bà già làm Phật mà cho bà chỗ nằm ngon lành để bà khỏe bà tu, thầy phát động với con làm liền, thầy biết không? Trời, tại sao đây cơ hội mà mình cái trong lòng mình nghe cứ nghĩ hoài cái việc giúp người ta, đúng là cái tâm những đức nghe cứ nghĩ hoài luôn cái chuyện lo cho đại chúng luôn á. Nên những đức tại sao mà vui hoài? Vì những đức tích tụ được cái nguồn năng lượng tích cực là những đức thường nghĩ cho người ta. Bây giờ quý vị coi nè, mới lót gạch xong cho hết mấy bà già đúng không? Rồi bắt đầu là những đức ban bên kia, những đức sửa bếp bển thấy không? Rồi bắt đầu qua tầng này, những đức qua bên kia, những đức cắt cái nhà để làm dàn lọc nước nè. Dàn lọc nước đại tung lắm. Bây giờ một dàn lọc nước đây nó chia mấy ngôi chùa chia không nổi rồi. Bây giờ làm một cái nhà để mà cái dàn lọc nước bên đại tung lâm lớn hơn nè, để lọc nước cho hai chùa uống. Đó, thì thấy không? Nó làm hoài mà vui nghe. Vui. Đó, tại vì sao lo cho người ta? Nên từ nơi đó mà màng đồ chỗ ở, đồ lo lắng, đồ cơm nước, đồ này kia, đồ không? Rồi bắt đầu là thứ hai, bắt đầu là bên chùa mới nấu lẩu cho mấy cụ ăn. Tại vì sao? Vì nơi mới mẻ. Người ta đến người ta tu, tự nhiên người ta đến cái chỗ mới mà thấy ăn uống đầy đủ, không lo nghĩ gì, thì người ta mới yên tâm người ta ở nơi đó. Còn mới đến nơi đó mà thấy bèo nhèo, bẹo nhẹo, khổ đau, không có tiền bạc gì, than thở, người ta không đến đâu nghe. Trời ơi, phát triển một đạo tràng không đơn giản đâu. Chứ đừng có nói mà mình người ta đi đến tu mà mình cứ than thở. Ơ trời ơi, gà. Nên, ô ngày hôm nay, hôm qua thầy dành dụm được mấy trăm ngàn mua đầu hũ cho quý Phật tử bữa nay chủ nhật về ăn. Nghe ông thầy nói kiểu đó, thôi thầy ơi, tuần sau con nghỉ đến. Đâu là trời, vì đâu mà đến đây con làm phiền thầy quá, thấy không? Người ta nghĩ đến đó chứ không giận đâu. Nhưng mà bây giờ mình chỉ mong người ta đến đây vui được rồi, thì tự nhiên nó đặc biệt quý vị. Đó nên á, quý vị cứ dẫn người ta đi đến chùa này tu thoải mái đi. Tết năm nay quý vị dẫn chừng vài ngàn người đến đây ăn Tết đi. 7 ngày những đức lo cho quý vị thấy. Những đức cả vốn lần lời, những đức chơi sạch luôn. Chứ đừng có chuyên giỡn chơi. Nuôi con người là làm thiệt á. Tết năm nay nè, chuẩn bị mua bánh hoành tráng luôn. Thèo lèo mua đống đống. Mấy cô chuẩn bị răng đi kìa. Nên á, bánh trái kẹo mứt luôn hết, chuẩn bị mua nè. Bắt đầu là gần Tết rồi, lên thành phố mua một chuyến nè. Đi một chiếc xe nè, một hai chiếc xe tải theo. Năm nay phải chở hai xe tải luôn. Tại vì sao? Ba điểm chùa mà chắc chắn năm nay người vô Tết đông. Năm nay đông lắm mà nên vô. Tại chùa xây xong rồi, có nguyên cái nhà ăn đó, tại nhà ăn trên nằm ngon lành, đúng không? Rồi thêm 10 cái phòng dư nữa, nó nguyên một cái ngôi chùa mới bên kia, quá trời luôn. Rồi bên đại tùng lâm rộng thênh thang, cứ về đi. Nó trộ 7 ngày tu ăn Tết, chiều nào cũng sinh hoạt hết. Sinh hoạt là mát mẻ vui vẻ. Một tuần lễ trong chùa ăn Tết, đi về nhà cái mặt tròn vo. Hiểu không? Nó hai vợ chồng mấy đứa con vô chùa không tốn một cắc mà còn đem phước đem về nhà. Những đức nói một tuần lễ ăn Tết trong chùa, về nhà một năm hạnh phúc ngon lành. Vì sao? Được nghe pháp mỗi ngày, được sống vui. Tự nhiên đầu năm đầu tháng mà được như vậy thì cả năm mát bẻ chứ sao. Chứ đừng có nói mà ngoài đời mà nói là đầu năm đầu tháng đi thử một cây bài, thử không còn cắt trong túi luôn, phải không? Đó nên chùa mình là điểm đặc biệt.
Nói thấy rủ về viện Tết chứ có kêu đưa tiền đâu. Nhưng mà tự nhiên người ta đưa nghe. Ngộ vậy đó. À, thấy rõ ràng luôn. Hay không? Thấy, bây giờ cái hành động này rõ ràng mình phải học. Đến với người ta đi. Cứ đến với người ta đi. Thì người ta sẽ đến với mình. Vì nghĩ thì phải không? Rõ ràng không? Những đức nói viện nghe quý vị, chỉ cần thương người ta là chắc chắn 100% người ta sẽ thương quý vị liền. Mình thương người ta là người ta thương mình à. Mình cứ đến với người ta đi, mình đừng có đòi hỏi. Là người ta sẽ đến với mình y rang như mình đến với người ta vậy đó. Cái nhân cái quả rõ ràng lắm. Hoặc là mình đến với người này, người ta không đến với mình mà sẽ có người đến với mình à. Mình chân thật bao nhiêu là sẽ có người đến với mình bao nhiêu, chân thật đó đó. À, phải nhớ đó, những cái điều này quý vị phải làm đó. À, nên gặp được ngôi chùa gì, trời ơi, Chủ nhật tuần nào cũng là nguồn năng lượng tích cực ấy, đúng không? Vui nãy giờ thấy không? Ngồi bà nào bà nấy cái mặt tỉnh veo. Không mà công nhận mà quay phim lên đẹp nha. Quay phim nên nhìn mấy chú mấy cô đẹp thiệt. Mặt tươi á, mặt tươi. Có cô kia cô nói, trời thầy ơi sao con về chùa quay phim nên nhìn đẹp quá. Mà con về nhà ba bữa cái nhìn sao mặt không đẹp như trong chùa. Nhưng Đức nói gì, cô biết cái ngày Chủ nhật gì quá đông, cái nguồn năng lượng này nó kết hợp lại. Nó trở thành một đại năng lượng mà cô được ít năng lượng, hút năng lượng biết chưa. Nên những đức nói ai mà thiếu năng lượng Chủ nhật về đây bơm năng lượng chứ. Hiểu chưa? Nó mấy cái bà mà thiếu tình cảm đồ đó mà giống như chồng bỏ chồng chê về đây Chủ nhật. Ôi ở đây là tao nói năng lượng tràn trề, nghe không? Nó mà ta tiếp qua tư tưởng á, quý vị nhớ nha, cái năng lượng mà nó tiếp qua tư tưởng nó cao độ lắm. Con người á, khổ nhất là nội tâm mình nặng nề. Con người vui sướng nhất là nội tâm mình an lạc. Nên từ nơi đó mà mình sống được gì nó mới tuyệt vời nè. Rồi mình còn nghĩ tương lai mình mà vừa cực lạc gặp nhau. Trời ơi, nghĩ tới nghĩ tới cái chỗ này là nó mê. Thấy chưa? Nghĩ mà tương lai mà chúng ta ngồi ở đây nghe mà ở cực lạc, mà chắc chắn quý vị luôn, mình mà về cực lạc là tiếp tục những đức dẫn đầu nữa. À, mà bây giờ cái nhân ở đây những đức vui gì là những đức đi về cực lạc là cũng là một vị vui nữa, dẫn vị đi chơi thả ga. Đúng không? Ồ, cực lạc tha hồ mà đi chơi, không có xe cộ gì mà bị kẹt. Ở đây bây giờ nói thiệt chứ tôi nói lên thành phố tôi ngán, không bao giờ tôi đi luôn á. Đi đến những cái nơi mà đông đúc rồi là không muốn đi vì nó kẹt xe. Thôi quý vị cố gắng đi, Tết nhất vô ăn Tết đi, để mà tương lai chúng ta về cực lạc đi chơi cho đã. Nói cái tiếng đi chơi chứ chúng ta về cực lạc á, đi Phật sự thật sự. Phật sự thật sự. Vậy bây giờ chúng ta bây giờ ngày mai nè, bây giờ nguyên một cái dàn người này cùng với những đức chúng ta đi đến á, cái cảnh giới của cung chờ đau sức của Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát đúng không? Thì bắt đầu là ngài Di Lặc Bồ Tát, ngài cho bố trí mà ghế đồ á, bảo tọa đồ sẵn hết. Trên bàn thì đồ là tất cả những trái cây đồ mà quý giá báo đồ đó. Mà ghế toàn là kim cương, hộp sòn đồ, trang sức đẹp lộng lẫy luôn. Bắt đầu là đón nguyên một cái dàn người của ở cực lạc xuống đây. Vì thấy chưa? Mà mình á, nó không có bị kẹt xe. Tại vì sao? Mình mà dùng thần thông mình á, mọi người có một cái phương tiện để đi. Thì vị biết rằng là vô hình chung là mình cứ bay vèo 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 vèo, mà không cần ai sắp xếp chỗ ngồi cho mình hết trơn á. Cứ ghế đồ là sẵn sàng vậy. Nhưng mà mình tự nhiên mình đến nơi đó một cái nghe, là vị trí mình vào cái là hàng lối mình ngồi rõ ràng hết trơn. Vì đây không phải là con người tầm thường nữa. Nói sắp ghế là nói theo cái kiểu thế gian cho cảm thấy nó tôn trọng á. Chứ thật sự thì người ở cực lạc xuống, quý vị vừa đến nơi đó một cái là vèo xuống một cái là hàng lối, ngay hàng thẳng lối ngồi trang nghiêm. Người nào cũng như là trên bảo tọa ngồi thiền định vậy đó. Chứ không phải là cặp mắt giáo giác như ăn trộm. Phải, quý vị biết rằng người ta là trong thiền định nên mắt người ta là thiền định mà. Thấy không? Trong thiền định nó đi mà giỡn đâu chả. Nên từ nơi đó thấy không? Rồi bắt đầu là ghé ngang đó là có Phật sự liền. Ghé ngang là cái là có Phật sự liền. Còn nếu mà nhìn nhân gian này chúng ta có một nhân duyên gì đặc biệt đó nghe, là tức khắc nguyên một cái dàn người này chúng ta đến nhân gian liền, hiện tướng y khang ở nhân gian này luôn. Rồi tự nhiên những đức lúc đó là một vị thuyết pháp,
rồi nguyên một cái dàn người đi chung đó là hội chúng ngồi nghe, để là thu hút những cái người mà ở thế gian á vô để cùng ngồi nghe. Rồi người cùng đi chung với mình mới tán thán ông thầy này, để cho cái người mà người ta ở thế gian này đi theo thầy này, để mà độ những cái người này đi về nhân gian. Thì trong vòng thời gian như một khoảnh móng tay của mình ở cực lạc thôi, thì bắt đầu là mình đã trở về thế giới cực lạc lại. Là ở thế gian mấy chục năm xong chúng ta bỏ thân trở về cái cương vị ở cực lạc bình thường. Nên gọi là người sanh về cực lạc không còn bị thối chuyển. Có nghĩa là đi độ sanh vô lượng thế giới mà không bị thối chuyển gì hết trơn. Trong cảnh giới nào vẫn biết mình là ai, từ đâu đến. Trời ơi, tuyệt vời gì đâu, phải không? Còn bây giờ quý vị thấy không, mình hoàn toàn mù mờ. Nếu bây giờ mình không nghe Phật Pháp thì tương lai mình đi đâu? Nên Diệu Đức nói rằng, giàu thiết là giàu đi chăng nữa, nhưng mà không nghe Phật Pháp rồi sao? Quý vị coi cái thời gian mà làm ăn mà từ cho 20 tuổi biết làm ăn đi. Mà được khi thành đạt cuộc đời là đa phần là phải 40-50 không à. Là bỏ ra mấy chục năm làm ăn mới thành đạt. Rồi từ khi thành đạt rồi phải giữ sự nghiệp này, rồi tới tuổi già tóc bạc, rồi bây giờ phải tạo cho con mình, là rèn luyện đứa con này để giữ sự nghiệp của mình. Mà khi đưa qua đứa con cầm sự nghiệp thì bản thân người làm cha già này phải đi theo mò mẫm theo coi con để mà điều chỉnh cho nó nữa. Rồi đợi tới ngày mình chết đi, sự nghiệp để lại cho nó, còn mình thì không có con đường đi. Thê thảm chưa, giàu đó. Bây giờ quý vị, bây giờ mình nghèo mà bây giờ người giàu bằng không? Không. Bây giờ mình nghèo, mình không có tiền gì chứ nghe. Vậy mà từng thứ bảy chủ nhật nào cũng được đi vô chùa. À, buông xuống vạn viên, sống thoải mái, nghe pháp niệm Phật, ăn cơm trong nhà ăn chay, không có sát sanh hại vật. Còn ngồi nghe pháp thì vui vẻ, còn ai không vui vẻ thì ngồi ngủ. Đúng là nó tự tại vô cùng, thấy không? Vui cũng được mà ngủ cũng được, thấy tự tại chưa? Nhưng mà nhìn xuống thì thấy ai cũng tỉnh hết chứ. Nói cái là tự nhiên cười, thấy ai cũng tỉnh. Nên mình nói rằng là cái người mà ngồi ở đây ngủ cũng vẫn là quan hỷ. Có cái cô kia cũng ngồi nghe pháp mà cô nói rằng, nó thầy ơi, hồi đó con đi đến đây con nghe pháp mà mấy tháng luôn á thầy, mà lúc nào con vô con nghe thầy nói trong vòng nửa tiếng là còn khoảng ve sau lỡ đó là con cứ lâu lâu người ta cường cái đầu con cũng đưa cái tay lên vỗ tay. Xong vừa vỗ tay xong cái con tiếp tục nước miếng nó chảy con nuốt nuốt chứ qua. Xong cái tôi thấy người ta vỗ tay cái con cũng làm theo, con biết chờ chân mây gió vỗ thí đại. Xong buông ra cái là con tiếp tục. Vậy mà con kiên nhẫn mấy tháng chờ, nhưng mà cuối cùng càng ngày càng tỉnh thầy, thấy chưa? Tại vì cái hội chúng á, nó hội chúng nó thu nhiếp, rồi cái con ma ngủ nó buông ra. Con ma ngủ ghê lắm. Quý vị biết nào, quý vị vừa nghe pháp á nghe, là cái nghiệp trước còn nặng nề, con ma ngủ nó gịch lông mi bị kéo xuống. Vì nói trời tôi đâu có muốn ngủ đâu, mà sao con mắt tôi nó lặn gì mà kỳ cục cái trời gì đâu mà nhướng lên con. Nhướng lên. Anh không, phải không, gịch đó nghe. Con ma ngủ nó gịch xuống, kéo xuống. Không có giỡn đâu á, nó ma ngủ đó, ma ngủ đó. Anh vậy mà mình thiết pháp với tại vui quá đó, ma ngủ nó tỉnh. Mà con ma ngủ nó tỉnh là cái người ngủ gục kia tỉnh. Phải kiên nhẫn nghe, phải ngồi trong đây nghe. Mà nếu mà cái đô của mình mà nghe mà chưa đủ á, mà mình vẫn buồn ngủ á, thì phải làm sao? Lên tuốt cho đây mà ngồi đây mà. Ngồi đây. Xin mấy ban tổ chức á. Mình nói, tôi lại thầy. Tôi của mình ngủ dữ lắm. Hồi bữa nào tôi vô cũng trễ. Bây giờ bữa nay tôi xin thầy, tôi nói thiệt, tôi xin lại thầy, thầy cho tôi ngồi trước mấy ông bữa đi. Tôi đưa cái mặt ngay chân thầy Nhuận Đức luôn, để thử coi mà tôi ngủ nổi nó không có ngủ. Ngồi đây không dám ngủ nghe chưa, ngồi đây là đố mà tôi dám ngủ đó, cỡ nào đó cũng, nếu mà chịu nghe là nó cũng không có ngủ. Tỉnh veo à. Bây giờ quý vị thấy nguyên một cái dàn ngồi đây đố mà ai mà dám có mắt liêm nhiêm luôn, không có liêm nhiêm. Như vậy mà ngồi tuốt phía sau và ngồi bên kẹt bên kia là
ông quay phim lên á, quay phim lên về như Đức coi lại, như Đức thấy trong kẹt á, thấy trong kẹt á, mấy cái kẹt kẹt ngồi trong đó đó, nhất là mấy bà mà vừa vừa vô cái kẹt á là nó ưa ngủ gục lắm nghe. Trời ơi, nó ít ít ai thấy, nhưng không có máy quay phim nó vô đó nó gọi, nên mấy cái chú quay phim á, mấy chú vô kẹt, mấy chú quay á cứ lôi mặt tiền không mà trời là trời, tội nghiệp với người trong kẹt thấy ghê. Người ta đó bây giờ cái duyên người ta ngồi tuốt phía sau rồi mình phải lên trên mình quay mấy cái người ngồi trong kẹt, tội nghiệp người ta ngồi trong gốc cây, ngồi trong cái chuông rồi đó, giờ đó mình quay họ để cho họ thấy rằng trời ơi mình cũng được gọi là thầy quan tâm thấy ghê, hiểu không? Chứ mèo cho ông cứ chơi nghe mặt tiền mới gọi hoài mặt tiền, hiểu chưa? Mình kiếm mấy cái chỗ nào mà kẹt hốc đồ trong đó mình kiếm mình quay, hiểu chưa? Đi vậy quay phim là phải vậy đó. Nó xong mình vô mà mình gặp mà mấy bả mà ngủ gục, mình nói cô tỉnh, quay đoạn này cô để thầy lên thầy coi, thầy thấy cô ngủ cô hiểu chưa? Đo quay cho mấy bả văn quay phim là phải như vậy đó, đi săn lùng. Quay phim là phải săn lùng, thôi cái nghề nhiếp ảnh gia là phải săn lùng chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Phải đi cái nơi mà lạ lạ đồ xuất hiện lội nước đồ. Những cái đoạn phim đó là những đoạn phim đặc sắc không đó quý vị, không có giỡn đâu. Ví dụ như có nhiều người mà tự nhiên đi vô nghe pháp mà xăm mình rồi đó, mình kêu nó anh giở tay lên chút, kéo lên cho thấy nguyên con rồng nghe, nghe không? Để chi thầy sao quay chi vậy, quay để cho mấy thằng xăm mình nó vô nó nghe pháp, hiểu chưa? À thấy này tướng tá mặt mày hì hà mà xăm mình mà còn nghe pháp thì mấy kia nói trời trời ông thầy này cũng ghê nha, thằng này mặt mày hiền hà ghê mà cũng vô ngồi nghe ông giảng chắc tao cũng vô á. À nó dẫn dắt cái dạng người dữ dữ vô để nghe pháp mình vì người ta đó, nên phải là quay phim là phải đi săn lùng, đi tìm kiếm nó. Rồi mình gặp có những người mà mình thấy đẹp vô cùng mình quay liền, gặp cái cô trẻ thiệt trẻ đẹp thiệt đẹp quay liền, biết gì không? Trẻ đẹp quay chi à? Quay đi cho mấy đứa trẻ đẹp vô đi tu. Nó còn gặp cái bà rụng răng quay luôn. Có hả? Chi à? Quay người rụng răng để cho những người rụng răng vô đây. Đó, quay hết. Cứ đi quay đi. Rồi mình quay cái bà mà tròn mặt mày bà trang điểm đẹp mà bận đồ lộng lẫy, bận đầm bận củng quay bà liền. Để chi cho mấy bà bận đầm bận củng vô. Để người ta mấy bà bận đầm bận củng mới nói trời ơi trời, trong chùa thì chắc là áo lam không mà mình mà sao mà vô nó ngồi kỳ dữ lắm. Tự nhiên quay tới cái đoạn mà thấy bận đầm bận củng mới nói à vậy là đầm củng cũng vô được nè hả, đúng không? Đầm củng cũng vô được nè, vậy là từng này mình phải vô thôi. Nên khi mấy cô mà nghe khóa mà cười gì này là nó kéo người ta ghê lắm, vì người ta thấy sao mà mình vui quá nên người ta phải vô đây để người ta cười ké, hiểu chưa? Nên mấy ông đi quay phim là phải đi săn lùng mấy cái bà lạ lạ, săn lùng mấy cái bà lạ lạ. Đây là tôi chỉ thiệt á, bây giờ quen quá trời quen rồi bớt quay lại. Phải quay mấy cái bà mà lạ quắc mà mình thấy mới đến, đúng ra người ta quay phim là người ta biết mặt quen lạ chứ nè. Nhưng Đức ngồi đây mà như Đức nhìn còn biết lạ nè, nhìn xuống mà còn biết cái người đó lạ mới đến bữa đầu nữa. À, chứ là quay phim nên quay là mình thấy mấy người lạ rồi mình quay nó liền nha, là ôi trời ơi vô mới đây mới vô lần đầu rồi sao quay hoài trời. Quay xong cái đầu là bà bất ngờ á, cái chú quay phim đi xong cái bà cầm cái điện thoại bấm là bà coi sao gương coi. Tôi luôn ra được chưa mà sao quay đấy giờ quay hoài trời. Chú cái ổng lạng đến nữa, ổng lạc nữa. Hiểu không? Cái làm viên cái đưa bả lên cái đầu viên á, mà mấy cái đoạn mà quay cái bài hát á, rồi đoạn bây giờ bắt coi nó kìa mình vậy tao. Mới bữa đi bữa đầu mà được lên viên rồi tiếng ghê đặc biệt quá, bữa sau đi nữa lại ngay dưới đó ngồi nữa. Hiểu chưa? Đó là cách dẫn dắt người ta đi vào đạo. Người ta thích có hình ảnh ta lắm. Có những cô mà những Đức giảng gì mấy cô ngồi mà quay mà không thấy mặt mấy cô đâu,
Cô nói nghe vô cùng hoan hỷ nhưng không thấy mặt con buồn quá, hi hi. Cô nhắn tin vậy đó. À, nghe thì vô cùng hoan hỷ nhưng nhìn không thấy mặt con buồn quá, hi hi. Trời ơi, vậy thấy chưa? Nên quay được người ta là người ta thích lắm, không giỡn đâu. À, nó nên mấy anh em nên phát triển cái khả năng quay phim. Không, mình quay phim mà mình phải có kỹ thuật số luôn chút xíu. Nên vậy đó, nói chú Tâm Nhiên quay phim mà đứng hoài chưa phải là đẳng cấp quay phim. Đẳng cấp quay phim là có khi mình phải nằm mình lăn lóc rồi mình quay. Quý vị đi hỏi tất cả những người quay phim nhiếp ảnh gia đi, họ quay không đơn giản đâu quý vị. Họ quay mà chân cẳng mình mẩy máu me chạy chụa tứ tung luôn á. Phải lăn lóc. Cầm cái máy quay phim mà quay vòng lăn lết gì đó, bòi đó. Cái người quay phim đến cái trình độ đó là dữ lắm chứ không giỡn đâu. À, có khi mà mấy cô mà đứng đồ nghe mình mà quay mình nằm xuống mình làm nè. Không, mà quay những cái đoạn phim ghê lắm chứ không giỡn đâu quý vị. Nên cái khả năng của cái người quay phim đó là nó phải yêu nghề. Khi quay phim xong về phải coi tất cả phim lại hết, tất cả các cảnh quay, góc độ quay phải coi lại hết, rồi lúc đó mới trở thành người quay phim có đẳng cấp. Còn nếu như quay xong về không cần coi chứ là làm sao phát huy. Giống như bây giờ những đứa giảng pháp về những đứa đều coi lại hết trơn, coi lại để thấy rằng cái môn giảng của mình người ta tiếp nhận về những điểm nào cao nhất. Từ nơi đó nó mới kinh nghiệm từ từ trước công chúng nó mới tự nhiên được, hiểu chưa? Nên tất cả các công việc gì trong cái cuộc đời này quý vị phải yêu nghề thì mới thành công được cái nghề đó. Còn nếu làm một cái nghề mà không yêu nghề là không thành công. Giống như giờ chúng ta yêu A Di Đà Phật. Không. Tại sao chúng ta đều phải yêu A Di Đà Phật? A Di Đà Phật có một mình mà chúng ta đông người yêu như vậy, Ngài có thể đáp ứng lại tình cảm với chúng ta hay không? Yên tâm. Yên tâm. Đức Phật A Di Đà có năng lực hóa thân vô lượng, và bổn nguyện của Ngài là bao trùm tặng hư không khắp pháp giới. Nên tình yêu của nhân loại dành cho Ngài bao nhiêu, Ngài đều đáp ứng lại tất cả tình cảm đó lại cho quý vị bấy nhiêu. Trời ơi, quá tuyệt vời. Bây giờ thật sự mà nói, một người đàn ông tuyệt vời gì đi chăng nữa, mình yêu ổng thì ổng yêu mình, chứ làm sao mà ổng có thể đáp ứng được cho tất cả mọi người không? Vì mà Đức Phật A Di Đà, Ngài có thể đã đáp ứng tất cả tình cảm dành cho người nam, người nữ, bê đê, bà bầu, người mù, người què, người bệnh, tất cả loài người. Chỉ cần yêu A Di Đà Phật thì Ngài đều đáp lại tình đó. Quá tuyệt vời. Có một người để mình yêu như vậy thì thôi quá tuyệt. Thấy không? Làm sao mình buồn được? Nên khi quý vị buồn một cái là vì niệm A Di Đà Phật là tự nhiên mình có điểm nương tựa liền. Chồng mà đánh cái bóp cái A Di Đà Phật. Giả bên đây, bóp A Di Đà Phật. Nhớ nghe, mình mà vui rồi cách nào nó cũng vui chứ. Quýnh đây cái bóp mình nghiêng đầu ở đây. A Di Đà Phật. Niệm Phật mà vui rồi là tự nhiên cách nào cũng vui. Hiểu không? Nó nên thật sự mà nói, cái người niệm Phật không có già. Nên các cô mà niệm Phật mà 50 tuổi, 60 tuổi vẫn không già. Biết sao? Tin á. Quý vị coi cái danh hiệu A Di Đà Phật là danh hiệu gì? A là Bồ Di Đà, là lượng Phật là giác. Sự giác ngộ là lúc nào cũng trẻ trung. Hiểu chưa? Cái người mà già là do cái gì phải không? Là họ bị mê hoặc. Giác ngộ là trẻ trung. Nên tất cả con người đừng bao giờ cho rằng mình đã tuổi già rồi. Mình cho mình là tuổi già rồi thì làm sao mình có tuổi trẻ? Hiểu không? Mình làm sao mà thân thì có cái nét già nhưng tâm mình lúc nào cũng trẻ. Để chi? Để người trẻ phải cảm thấy ngưỡng mộ người học Phật này. Đó là vì người ta, nghe chưa? Đó. Nên mình càng đi tu, mình vô đây mình nghe pháp, mình về mình nói chuyện với chồng càng ngọt. Ngày xưa mà kêu em mà còn kêu anh, kêu cứ ngắt, bây giờ kêu anh. Không, mình kêu ngọt ngào luôn. Rồi mình lo cho chồng đàng hoàng luôn. Vì sao? Tuổi tin mà, trẻ trung mà. À, chồng đi làm về hỏi anh ăn uống gì chưa, em nấu ăn cho anh nghe, dọn cho anh nghe, rồi để tắm nghe em. À, tắm đi, à, thay đồ ha,
chuẩn bị bộ đồ cho anh luôn nè. Hay thay đồ đi, để đồ đó một chút em giặt cho, vô ăn đi. Tự nhiên chồng nói trời, từ khi vợ mình đi học Phật tới bây giờ đúng là ông thầy Đức này tuyệt vời. Tôi nói tôi cảm ơn ông, tôi cảm ơn ông lắm thầy Đức ơi. Thấy không, nhất định một ngày nào không không lâu tôi sẽ vô tìm ông. Tại sao nhờ ông, nhờ ông đã dạy vợ tôi được như vậy, thấy không? Cho bây giờ quý vị, mà bây giờ quý vị về nghe những đứa hướng dẫn mà về mà kiểu mà làm vợ mà nghinh bật á. Nói cho biết nghe, buông xả, buông sạch luôn, thôi về cực lạc. Về chào 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 cái gì kỳ cô ơi, nhà không ở về cực lạc, cực lạc ở đâu? Ơi tôi về cực lạc. Tôi nói bây giờ tôi nói với ông, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Giả tạm lắm, giả tạm lắm. Người ta có biết gì đâu giả tạm. Tự nhiên làm gì ở người ta bây giờ là giả tạm mà. Tự nhiên bây giờ nói tôi hiểu rồi, vô thường lắm. Chết nay sống mai, sống nay chết mai. Trời trời sao bà đi tu gì nói chuyện tào lao kỳ cục cái chợ. Mình nói cho cái đối thủ mà biết nhau á, gặp những đức thì nói được, gặp người tu như cùng tần số thì nói được. Còn gặp cái người mà nó không tu giải thoát, đừng có nói hai chữ chết. Nó muốn sống mà, muốn sống mà, mình nói cho nó sống lâu đi. Rồi chừng nào nó chết thì kệ mộ nó. Mà đừng có nói chữ chết chứ hoặc đó nó không có thích, biết chưa? Đó, mình là người tu phải khéo vậy đó. Nên tất cả các cô chỉ cần học Phật mà làm sao mà lúc nào cũng cái tâm trẻ. Về nói chuyện với chồng ngọt xích, nói chuyện với con ngọt xích. Mẹ nè con, cái gì không con sao? À, cần, à, con muốn đồ này hả? Mẹ chưa có tiền. Chưa có tiền. Chưa có tiền cũng thấy ngọt đó đúng không? Cái kiểu như mà cái thứ mày là cái thứ gì không biết nữa. Mày đòi cái này mày đòi cái kia không à, mày muốn chết thì sao? Tao cực muốn chết luôn mà mày đòi cái này đòi cái kia hoài. Quỷ. Xong rồi nó trời trời mẹ đi học Phật gì mà kỳ cục vậy mẹ? Học Phật mà sao chữ con là con quỷ? Thì con là con quỷ, mẹ là con gì? Trả lời là mình đơ luôn á, chừng nó chuyện chuyện chơi nghe tạ. Rồi xong mình tức lên cái mình mắc hôn, mình tức lên mình nói: "Ủa mày làm mẹ tao hay gì mày cãi?" Cái đó là mẹ nói nghe, mẹ nói đó. Chứ con là con làm con là ra làm con chứ con không có muốn làm mẹ đâu. Nhưng mà mẹ muốn tôn thờ thì cái chuyện đó của mẹ thôi à. Tức mà chết, chứ nó thiệt nói tầm bậy là chết, tức á. Rồi cuối cùng dặn quá mắc hôn nghe chưa? Con mình mà tại sao mình kêu là mẹ? Còn con trai lại kêu là cha, cha ơi cha. Cha liều quá vậy cha. Rồi xong có thằng con trai mà nó trả lời lên, nó nói: "Ủa, bây giờ con làm cha, cha mà lì. Mẹ sao mà hổn gì?" Kêu cha lì. Thấy chưa, mình đơ chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe không? Nên mình bây giờ mình nghe đạo, mình biết tu rồi, những cái văn tự mình phải điều chỉnh lại đi. Đừng có kêu tầm bậy nữa nghe chưa? Mình phải nói chuyện ngọt vì mình trẻ mà. Trẻ mà. Mình không có già nữa nghe không? Không, lúc nào mình cũng nghe trẻ dung lắm. Không, rồi chảy đầu là bình thường, cái gì tới chảy đầu. Không, chảy đầu tại vì mình là sống cái vui vẻ mà. Mình nấu ăn mình nấu ăn cái có cái mặt kính cái bên mình nhìn nhìn. Thấy không? Trẻ mà đâu phải già đâu. Hiểu không? Thì tự nhiên nó sẽ trẻ thiệt. Tại vì tâm này nè, nó sanh ra trẻ thiệt. Nên nhiều cô đi vô chùa mình tu 7-8 năm nay mà như Đức thấy mấy cô càng ngày càng trẻ. Thật sự càng ngày càng trẻ chứ không phải già. Vì sao? Trời ơi, nạp kiểu này mà già nữa thôi vừa tội. Hiểu chưa? Nên những Đức nói với mấy ông nha, phải biết chăm hoa nha. Hiểu chưa? Bây giờ mấy ông coi vô chùa mình đi. Có nhiều cô mới vô chùa mình cái mặt bèo nhèo luôn. Chồng đánh mặt khờ. Khờ luôn. Vậy mà vô chùa mình như Đức tút có 2 tháng thôi mặt thịnh béo. Ngộ ghê á. Ghê không? Vô làm gì đâu. Cho ăn chay. Ăn chay thôi. Rồi bắt lên trên điện tu thôi. Làm chứ. Rồi cạo cái đầu. Đúng không? Rồi chọc quá cười lấy thôi. Nhiêu thôi. Vậy đó mà 2 tháng sau mặt mày sáng sủa. Thấy chưa? Nên cái việc mà nó thật sự mà giúp cho người ta vui là hạnh phúc. Mà mình cũng được cười nè. Vì thấy ngày Chủ nhật nào vì không đến phải thiệt thòi không? Nếu ngày Chủ nhật nay mà quý vị không đến, quý vị đã mắc bao nhiêu nụ cười chưa?
phải không? Cái mắc bao nhiêu nụ cười chưa? Nên những đức nói cái ngày chủ nhật mọi vị không đến là đúng là một cái ngày thiệt thòi trong cuộc đời chúng ta. Hiểu chưa? Quá thiệt thòi. Nên tất cả những người mà coi qua công đoạn này, những đức nói dù ở phương trời xa nào cũng cố gắng thứ bảy đi. Tại vì sao? Vì nếu không đến là sáng nay ta sẽ không được cười. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Vậy mà trời ơi, chủ nhật này tôi không được cười. Thằng chồng nó nói: em, chủ nhật này công việc Tết nhất lưu bu, chủ nhật này em đừng đi chùa bữa đi. Nói anh ơi anh, em lại anh, em có thể làm tăng ca, có thể buổi tối em dọn nhà, em làm thêm 1-2 tiếng bằng đêm, dọn nhà cửa sạch sẽ. Nhưng em chỉ có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Đó là cho em đi ngày chủ nhật. Hiểu không? Thôi. Hỏi vì sao? Vì sao mà mới ngày chủ nhật như vậy? Vì sao? Không phải, không phải lý do gì đó anh à. Nói thiệt là em muốn làm tròn trách nhiệm làm vợ. Ủa sao? Bà nói kỹ cho tôi nghe đi. Sao tôi nghe câu này tôi xúc động quá. Là bà đi ngày chủ nhật mà để tròn trách nhiệm làm vợ là sao? Tại vì nếu em mà buồn, em nặng nề thì em sẽ làm anh phải nặng nề. Nên em ngày chủ nhật là em đến đó để em cười, em vui, để em đẹp lên, để em không làm mất mặt anh. Trời trời, bà được ngày chủ nhật bà cứ đi đi. Bà vì tôi bà đi ngày chủ nhật hả? Vì anh đó. Hiểu không? Cứ vì anh đi. Còn mình vì cái gì thì kể mình. Đúng không? Tất cả mấy bà nhớ nghe, chồng đã cho chưa biết cái chuyện giảng sanh thì đừng nói hai chữ giảng sanh. Mà chúng ta hãy nói về cái việc gì họ mà mình tu. Đó, thấy không? Vậy thì quá tuyệt vời rồi. Đó, trong tâm trạng mình biết giảng sanh là Phật biết, Phật ước. Chứ đâu phải là cái chuyện lý do là chúng ta phải cãi bàn với người chồng đó đâu. Không cần phải cãi, không cần phải nói dòng do chứ nha. Nó nói không được nói hai chữ giảng sanh nữa. Em nghe lời anh, từ hôm nay em sẽ không nói hai chữ giảng sanh trước mặt anh nữa đó. Hiểu không? Không nói nữa, hiểu không? À, nên từ nơi đó, từ hôm nay em sẽ không bao giờ hỗn với anh nữa đâu. Vì sao? Vì em muốn giảng sanh. Trong lương tâm mình á, mình nói gì? Em muốn giảng sanh. Mục tiêu em chọn là về cực lạc. Nên em sẽ không bao giờ chửi anh nữa. Không bao giờ chửi. Đúng không? Nên á, những người phụ nữ mà kêu chồng bằng mày, bằng tao, bằng thằng chó, thằng bò, thằng gì nữa, thôi nghĩ nghe. Mấy bà mà kêu cái này là tội chết. Đúng không? Kêu cái này là tội dữ lắm á, chứ không bao giờ. Có nhiều bà mới chửi thiệt á, chứ không phải không có đâu. Có nhiều bà chửi chồng thằng chó. Mà có nhiều bà bà chửi con bà kỳ cục lắm nghe. Bà chửi cái thằng con trai bà, mà bà chửi này cái mặt mà giống thằng cha mà giống ông nội mày quá. Thấy chưa? Còn thằng chồng thì chửi con mặt mà giống con gái mẹ mày quá, thấy chưa? Chửi tù lao. Chứ bây giờ cái mặt nó mà không giống thằng cha nó giống ai? Không lẽ nó giống thằng Đức. Đúng không? Sản phẩm ra mà kêu không giống. Thấy không? Nên từ nó đó nói đúng mà nói bậy. Nói thì đúng mà tầm bậy. Thấy không? Nó dùng văn tự nó bị nặng căng quá. Nên đây là những điều như Đức nói nó hơi thô đó, nhưng mà nó chỉnh thật sự luôn á. Tự sửa lại đi. Miệng mình niệm Phật là mai mốt đừng có nói tầm bậy gì nữa nghe. Đừng có chửi tầm bậy tầm bạ nghe mấy bà. Được không? Ôi ôi, tao hướng dẫn kỹ gì mà về mà còn chửi chồng còn hổn luôn đi kia là không có được á. Nó dặn kỹ tí ghê mà còn không chịu làm dâu nữa thôi vừa tội à. Làm dâu cho nó đàng hoàng chứ. Phát triển nhân cách đạo đức bằng cách giúp người. Ngay chỗ quan trọng nhất là trước giúp mình. Bản thân mình phải sống có phương hướng, sống có niềm vui, sống có lễ phép. Thay đổi được tính tình sống tiêu cực, trở thành một con người sống tích cực.
thay đổi tất cả những ý nghĩ buồn chán, nản lòng, và xem cái cuộc đời giống như một màu xám, không có ngày mai. Thì tự nhiên bây giờ mình nghe Phật Pháp rồi, thay đổi lại, nhìn cuộc đời bằng một màu xanh hy vọng. Tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng là con người mình phấn chấn lên. Dù là hiện tại chúng ta giống như không có sự nghiệp gì, nhìn như ngày mai không có tương lai, nhưng cuộc đời không ai biết được ngày mai như thế nào. Cũng như bản thân những đức cũng không có ngày mai tương lai gì hết. Nhưng khi gặp Phật Pháp, tự nhiên nó có một cái sự thay đổi cuộc đời mình vô cùng lớn. Đây là sự xác thực rõ ràng. Nên mỗi con người mình có khi nhìn thấy rằng gia đình nghèo, không có điều kiện, thiếu học, xấu, nghĩa là đa phần mình thấy rằng là mình tệ, không có được một cái gì. Mình nói trong bụng mình chắc là thôi, cuộc đời mình đừng có mong, đừng có mong rằng là mình có tương lai gì. Thôi cứ sống một ngày biết một ngày, giống như lục bình trôi sông không có phấn đấu ha. Nhưng mà thật sự mà nói thì cuộc đời con người chúng ta nó như một tuồng hát, từng lớp tuồng, từng lớp tuồng, ai biết được ngày mai. Có những người chúng ta như không có gì, tự nhiên bùng cái, tự nhiên người ta lại phát triển được chính người ta làm sao không? Nên mình dẫn người ta đi nghe đạo là cái việc nó hay dữ lắm, giúp cho người ta nó có một cái sự phấn chấn lên, và con người tự nhiên nó tỉnh lại, nó không có cái kiểu mà sống những ngày tháng buồn chán, nặng nề. Thí dụ như mình mang cái bộ mặt nặng nề buồn chán thì làm sao mà ai tiếp nhận mình mà mình có ngày mai. Thí dụ như dù mình khổ đau gì, những việc gì nó cũng đã qua là nó qua rồi. Chúng ta nên nhìn cái hiện tại mình đang sống. Dù như người thân đang sống với mình đột nhiên họ ra đi, thì ra đi cũng đã ra đi, thì sớm muộn rồi chúng ta cũng đi luôn. Từ nơi đó mà bây giờ mình phải sống thì mình phải sống cho thật là tốt. Ví dụ như người thân, vợ chồng hay là con cháu hay là cha mẹ gì đang sống với một gia đình thân thiết vô cùng, tự nhiên cái đang khỏe vậy, mình không nghĩ rằng là họ đi sớm vậy đâu. Tự nhiên thọ mạng đến thì phải đi thôi. Giống như Diêm Vương đòi canh ba thì không lưu lại canh tư, có nghĩa là mình không thể nào lưu lại khi thọ mạng đến. Nên mình phải chấp nhận sự thật của cuộc đời. Nên đi là sự nhắc nhở. Mỗi một con người ra đi trước mặt mình, người thân mình mất trước mặt mình là sự nhắc nhở. Sự nhắc nhở đó là nhắc mình bây giờ đang còn sống, mình phải sống làm sao, phải sống cho nó đặc biệt làm sao. Thí dụ như người thân mình, ai cũng muốn mình được vui, ai cũng muốn mình được tốt, chứ không ai mà muốn mình phải khổ, phải buồn. Từ nơi đó đã là mình thương yêu một người nào đó, đó là mình muốn người đó người ta vui, người ta tốt. Vì thì khi họ ra đi mình phải sống càng tốt. Sống tốt về đạo đức, sống tốt về nhân cách. Nên nhân cách đạo đức có thay đổi được số mệnh cuộc đời. Phải nhớ rằng cái câu này rất là quan trọng. Không phải một người tôn quý mà sanh ra là tôn quý đâu. Không phải một người nghèo hèn mà sinh ra là nghèo hèn đâu quý vị. Phải nhớ, không phải là người nghèo hèn sinh ra trở thành hạng hạ cấp đâu, không phải đâu. Thời của Đức Phật còn tại thế, có những người tôn quý sinh ra làm điều sai quấy cũng không phải là bậc tôn quý. Có những người giai cấp hạ tiện nhưng khi sinh ra họ cũng tu đạo và chứng quả trở thành bậc thánh, được người ta tôn kính. Nên mỗi một con người sinh ra với cái cuộc đời này, dù họ đi làm thuê làm mướn cho mình, họ đi rửa nhà vệ sinh cho nhà mình đi chăng nữa, họ cũng không phải là hạ cấp. Vì cái nhân cách của họ không phải là hạ cấp. Quý vị phải nhớ rằng nhân cách nó mới nói lên một con người, chứ không phải là vật chất sang giàu mà nói lên một sự tôn quý đâu quý vị. Phải nhớ kỹ nghe. Người ta nhìn vào sự giàu sang, địa vị, người ta cho rằng người này là người tôn quý. Đó là góc độ rất hạn hẹp trong cái xã hội hiện tại, xem đạo đức nhẹ đi, nên người ta mới coi rằng đó là tôn quý. Còn người thật sự có trí tuệ và hiểu biết thì đối với một vị tôn quý, đó là nhân cách đạo đức con người thì mới là tôn quý.
Dù là họ nghèo, họ thiếu học, nhưng họ có cái nhân cách làm người vẫn là tôn quý, người ta vẫn tôn trọng họ. Còn một người giàu sang phú quý có địa vị, nhưng đối với nhân cách đạo đức của họ, đối với con người không thương, họ sống không có tình nghĩa, thì đây không phải gọi là tôn quý. Nên một con người có thể thay đổi được vận mệnh và số mệnh của chính mình thì đúng ngay chỗ nhân cách đạo đức có thể thay đổi được vận mệnh của chính mình 100%. Nhớ. Vì thì tất cả chúng ta nghe đạo, ai cũng có thể thay đổi được số mệnh của mình hết. Một người thanh niên, một người nữ hiện tại đang ngồi đây, hay một người nghèo nàn cỡ nào, làm công việc hạ cấp cỡ nào, chỉ cần thay đổi vận mệnh bằng cách là lễ phép, vui vẻ, quan hệ, dù nghèo cho sạch, rách cho thơm, không có tâm mà gọi là tham lam của người ta giàu sang. Đi làm thuê làm mướn cho người ta, người ta trả lương bao nhiêu, nhận bao nhiêu, tuyệt đối không tham của người ta. Ta làm việc cho người ta là làm chân thật, nhiệt tình. Dù là họ trả lương cho mình ít, nhưng mà đã chấp nhận công việc này mình làm rồi thì phải làm cho đúng đắn, làm đàng hoàng. Chứ không phải là người ta trả lương ít, mình tức quá, tôi cũng làm, nhưng tôi làm chơi chơi, làm cho hư việc. Vậy thì cả đời có người mình từ tối đi vào tối, không bước ra được ánh sáng đâu quý vị. Cái hành động của họ không phải tự quả báo họ chịu, không phải. Cái hành động của mình đúng đắn, mình sẽ hưởng được quả báo đúng đắn tốt đẹp. Dù hiện tại mình đang nghèo nàn, nhưng về cái hành động của mình, đó là một tấm gương để dạy con cháu của mình. Dù nghèo nhưng mà sống đúng đắn, từ nơi đó đời mình dù nghèo nhưng đời con cháu mình tương lai có thể phát triển. Phải nhớ. Còn nếu như chúng ta nghèo mà chúng ta còn không có nhân cách, không có đạo đức, vậy thì chúng ta tin chắc 100% gia đạo của mình càng ngày càng lụng đến mức gia đạo mình mất luôn. Tại vì sạch phước. Đây là 100% con người có thể phát triển được sự nghiệp, con người có thể thay đổi được số phận, đúng ngay chỗ nhân cách đạo đức. 100%. Dù cho một thời cuộc nào, xã hội có sự phát triển cỡ nào, thì nhân cách đạo đức vẫn là đứng hàng đầu. Nếu như con người cho rằng nhân cách đạo đức là đứng phía sau, như vậy con người đó không phải nằm trong cái dạng người văn minh. Nếu như người văn minh mà đem đạo đức đứng phía sau, vì con người này sống chạy theo thời đại, nên họ mới khổ, cực kỳ khổ như vậy. Nếu như quý vị là người thật sự văn minh và hiểu biết, thì phải đem đạo đức đứng đầu. Vì chính quý vị đem đạo đức đứng đầu, thì dạy con cháu đem đạo đức đứng đầu. Mình đã đạo đức đứng đầu đối với cha mẹ người thân, thì con mình cũng đối xử với mình, nó cũng dùng đạo đức để đến với mình đứng đầu. Chắc chắn là như vậy. Cái nhân cách của mình như thế nào, đó là đang rèn luyện cho con như vậy. Nên chúng ta đi vào một căn phòng thơm, mình bước ra người mình vẫn có mùi thơm. Mình vào một căn phòng có mùi hôi, mình bước ra người mình vẫn có mùi hôi. Nên mình gần với người tốt đẹp, lâu ngày mình tốt đẹp. Mình gần với người xấu, lâu ngày mình sẽ xấu. Chúng ta còn bị sự ảnh hưởng quý vị, chắc chắn luôn. Nên cái cơ hội mà được đi đến chùa nghe đạo, đó là một cái chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu như chùa nào cũng có thể mỗi tuần chủ nhật, thứ bảy chia sẻ Phật pháp, giảng đạo cho người ta nghe, thì vô cùng tuyệt vời. Đây là những điều quý vị thấy xác thực vô cùng. Bây giờ có sách vở nào trước mặt mình đâu? Đây là cái việc đối nhân xử thế giữa con người đến với con người. Thật sự mà nói thì Phật pháp là chúng ta vạch ngay mình để mà nói ra thôi. Vì chính bản thân của mình đang muốn cái gì, hãy xem lại đi. Tất cả chúng ta ai cũng mong muốn rằng người ta đem đạo đức để đến với mình hết. Nhưng tại sao mình không đem đạo đức đến với người ta? Đạo đức là gì? Đạo đức là một nhân cách sống. Ai mà không cần người khác đến với mình một nhân cách sống? Ai mà không muốn một người vợ mình có đạo đức? Một kẻ không có đạo đức vẫn muốn vợ mình đạo đức. Một kẻ không có đạo đức vẫn thích vợ mình chân thật và hiền hòa. Hiền hòa chân thật là gì? Là đạo đức. Họ vẫn thích người ta đến với họ là đạo đức. Như vậy mà họ lại đem đạo đức đẩy phía sau, đối với bản thân họ lại dùng đạo đức ở phía sau, tiền bạc vật chất ở phía trước. Vậy thì con người họ thua rồi. Nên Phật pháp là gì? Phật pháp là ngay mình nè. Ngay mình đang hưởng cái gì, đang muốn cái gì nè, thì mình nên đem cái đó để chia sẻ ra thì vô cùng phù hợp. Vì cái mình thích là người ta sẽ thích. Chúng ta mỗi một con người 100% trong 100 người,
nhất định ai cũng mong muốn người thân mình là có người có đạo đức hết. Có người làm cha làm mẹ nào muốn con mình là một kẻ tệ nạn xã hội không? Không bao giờ có đâu quý vị. Đã là như vậy, vì sao mình lại là tệ nạn xã hội? Chúng ta sanh con, chúng ta chưa bao giờ mong muốn con mình là kẻ trộm cướp bao giờ. Nhưng tại sao mình đi ăn trộm, ăn cướp? Rồi thí dụ như bây giờ mình sanh con ra, mình chưa bao giờ mong muốn con của mình trở thành những con người mà sống vô nghĩa. Nhưng tại sao mình lại sống vô nghĩa? Mình sống vô nghĩa mà mình kêu con mình sống có nghĩa, khó lắm. Nó, cái nhân nó đã gieo thì cái quả nó sẽ đến với mình phù hợp à. Nên Phật Pháp là vạch ngay mình là rõ nhất. Thí dụ như bây giờ mình sân hận với ai, mình chưa biết, nhưng khi ai sân hận với mình sẽ biết. Khi ai sân hận với mình thì trong lòng mình khó chịu, đúng không? Vậy thì khi mình sân hẳn với người ta cũng khó chịu. Nhưng chúng ta chưa làm được trọn vẹn, nên mình cũng nhận thức được rằng ai cũng thích sự thương yêu dịu dàng và tha thứ. Ai cũng thích điều này hết. Như vậy thì thay đổi số mệnh bằng cách nào? Cái nhân cách có thể thay đổi số mệnh. Dù là chưa phải là một vị giàu sang, nhưng trước nhất về nhân cách của mình tốt đẹp thì mình đã được xã hội tôn kính, chắc chắn luôn. Dù quý vị lúc trước có hư hỏng cỡ nào, chỉ cần thay đổi lại những phẩm chất, những cái điều sai lầm, phát triển những phẩm chất tốt, thì tức khắc quý vị sẽ được người ta tôn kính liền. Người ta sẽ nhìn nhận quý vị từ từ theo thời gian. Ban đầu người ta còn nói rằng chưa chắc, không biết được bao lâu, nhưng mà từ từ nhất định người ta sẽ thấy rõ ràng là quý vị là người thật sự có sự thay đổi. Tin tưởng Phật Pháp có cái hay. Phật Pháp có thể dạy một con người xấu trở thành tốt. Vậy thì quá hay, quá hay. Nó giống như trong thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật dạy ông Vô Não là một người giết người nhiều vô cùng. Như vậy mà Đức Phật dạy ông mà ông tu hành, ông chứng quả. Khi nhà vua đến rồi thì gặp một vị tăng thuyết pháp rất hay, rất hảo tướng. Khi vô bạch cùng Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, có một người tăng giảng pháp, tướng hảo quang minh vô cùng đẹp. Trên đoạn đường con đi tìm tên sát nhân Vô Não, vì nó quá ác, giết người. Thì lúc đó Đức Phật nói rằng, ông biết cái người tăng thuyết pháp hay kia là ai hay không? Là kẻ ác nhân Vô Não đó. Đức Phật vô cùng kinh ngạc. Nếu thật sự Vô Não quay đầu như vậy, thì tất cả tội lỗi ngày xưa con đều tha thứ, và con sẽ nguyện hộ trì Vô Não cả đời của Vô Não tu hành. Từ nơi đó vị thấy một con người hư hỏng cỡ nào, khi quay đầu vào Phật Pháp chân thật thì nhất định có kết quả. Nên trong nhà Phật có câu nói cho chúng ta cơ hội, quay đầu là bờ. Nên cái nền giáo dục rất quan trọng quý vị, cực kỳ quan trọng. Chúng ta có thể ngày Chủ nhật tập trung ngồi lại với nhau như vậy để đem Phật Pháp chia sẻ thì tuyệt vời quá. Cuộc đời này còn ý nghĩa gì bằng nữa? Nó quá ý nghĩa. Tại vì sao? Chúng ta đang hướng thượng, chúng ta đang hướng đến cái cảnh giới giải thoát cao hơn nữa. Tại vì cảnh giới làm người chúng ta còn cảnh giới cõi giờ cũng là tôn quý. Bây giờ chúng ta muốn đến cảnh giới của Phật luôn thì càng tôn quý hơn. Một con người có thể phát triển làm Phật, vì sao chúng ta không nâng cao lên? Giống như đi học, mình muốn mình từ lớp 12 rồi qua đại học rồi thạc sĩ tiến sĩ, mình nâng cấp. Vậy thì bây giờ làm người mình cũng phải nâng cấp con người lên. Tại vì mình ở cái cõi đời này dù cỡ nào đi chăng nữa mình cũng sẽ mất thăng, không có tồn tại. Vì sao chúng ta không chọn một cái chỗ đi về mà chúng ta không bị mất cái thăng này? Nên người hướng thượng là người đang chọn một cái điểm đặc sắc để về. Nên tất cả những con người cùng học tập với chúng ta như vậy là những con người đang hướng thượng. Đã là đang hướng thượng như vậy thì những cái tiêu cực trong cuộc đời này tại sao không rũ bỏ đi, không dẹp bỏ những cái tiêu cực đó đi? Tại vì mang thân này chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, thì sự buồn khổ gì trong cuộc đời này cũng là vô cùng ngắn ngủi. Bỏ đi những cái ngắn ngủi tiêu cực đó để chúng ta hướng đến tích cực của cuộc đời, vậy thì quá tuyệt vời. Quý vị phải nhận thức rằng
Cuộc đời chúng ta nên hướng đến tích cực. Dù ở cái cõi này chúng ta có giàu có đẹp cỡ nào cũng vô cùng tiêu cực. Những đức tin 100% nếu con người không nghe đạo thì dù quý vị có giàu cỡ nào quý vị cũng đi vào lối cục của cuộc đời, không có lối thoát, chắc chắn luôn. Làm sao có lối thoát được? Làm sao có lối thoát được? Quý vị bình tĩnh suy nghĩ. Quý vị nói ồ thầy nói tầm bậy. Giàu sang tiền bạc người hầu cái hạ mà ông nói không có lối thoát. Ông thoát ở đâu? Ông nằm đó cho người ta chăm sóc là ông thoát hả? Ông nằm một chỗ đó ông có tiền, ông nằm lên tiền, ông nằm lên vàng ông thoát à? Rồi tôi hỏi ông thoát đi đâu? Ông thoát đi đâu? Ông chết ông đi đâu? Ông học Phật pháp và ông chết ông đi đâu? Đa phần ông đi vào tam đồ ác đạo đó là thoát à. Đời này ông được làm người giàu sang, đời sau ông đi xuống dưới địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, ông ở đó là thoát à. Nên những đức nói con người giàu cỡ nào, giàu địa vị cỡ nào, địa vị lớn, nhưng nếu không học Phật pháp mà không học được cái pháp giải thoát thì con người này đang đi vào lối cục của cuộc đời, không có lối thoát. 100% không có lối thoát. Đây là chắc chắn rằng là nếu bình tĩnh suy nghĩ, dù nghe ra qua một câu đi chăng nữa cũng tỉnh ngộ nữa. Rõ ràng rồi còn gì? Từ xưa tới nay bao nhiêu người làm vua, bao nhiêu người làm tướng, quý vị coi chúng ta thoát đi đâu? Rồi dù cho nổi bật cỡ nào đi chăng nữa, rồi chúng ta đang cầu cái gì? Quý vị coi ha. Đó. Rồi gia đạo còn tồn tại hay không? Nó gia đạo còn tồn tại hay không? Dù có giàu sang cỡ nào cũng là nhất thời của một đời ngắn ngủi à. Có khi chưa hết đời mình nó đã suy sụp. Quý vị coi hiện tại bây giờ đất nước chúng ta cũng có nhiều người giàu á. Nhưng quý vị học Phật, quý vị hãy quan sát đi. Họ được thời gian bao lâu? Có những người giàu vô cùng giàu luôn, tự nhiên nó nổi tiền bạc lên cái đầu tâm địa ác liền. Vừa có tiền cái tự nhiên nó khiến mình phải ác, nó khiến mình phải hung dữ, bạo ngược. Rồi cuối cùng chúng ta mới đi vào tù ngồi. Lạ kỳ như vậy. Còn nếu như mình nghèo chưa đến nỗi đi vào tù ngồi, tự nhiên mình giàu vô cùng giàu cái tự nhiên mình đi vô tù ngồi à, nó khiến cho mình phải chuyển cảnh giới liền luôn. Tại vì cái tâm ác đó nó khiến mình phải chuyển cảnh giới, để cho người đời nhìn ra để mà thấy được cái sự vô thường của cuộc đời. Giàu sang phú quý danh tiếng lẫy lừng, cầm đó rồi mắt đó, bữa nay tay này ngày mai tay người khác, đúng là vô thường không? Vậy thì bây giờ chúng ta đang nghèo mà mỗi ngày có 3 buổi cơm ăn, rồi biết niệm Phật, rồi biết nghe pháp, rồi có nụ cười, quý vị vui không? Hạnh phúc không? À, từng chủ nhật nào có được về đây ngồi chơi cười. Vậy thì còn gì nữa? Xíu rồi còn gì nữa? Hiểu chưa? Đó, đây mới là hạnh phúc nè. Nên những đức nói rằng là chúng ta ở đây đúng là thật sự quá có duyên tuyệt vời. Là chơi với nhau mà lại đặc biệt nữa, không có nghĩ ngợi gì cao xa, giàu nghèo gì mặc kệ, miễn gặp nhau ai với Đà Phật cười cái là được rồi, thấy thích rồi này. Gặp nhau cái mình nhìn thấy thích rồi đúng không? Không cần nói gì chuyện xa vời chỉ cho nó mệt. Thật sự mà nói cuộc đời này chúng ta gặp nhau cười với nhau cái là thấy thích rồi. Rồi khi có gì ăn ngon cùng ngồi ăn chung với nhau là thấy vui rồi. Bây giờ quý vị coi, bây giờ nếu danh tiếng lẫy lừng mà bây giờ không ngồi ăn với ai hết trơn, vậy làm sao vui? Cả đời tôi không bao giờ chọn con đường đó. Tôi nói tôi không bao giờ tôi chọn như vậy. Tôi phải ngồi cùng với mọi người, tôi ngồi tôi chơi với tất cả người, người nào tôi cũng chơi được hết trơn. Như vậy tôi mới thích. Học Phật làm sao mà đối với ai tôi cũng chơi được mà tôi vẫn giữ được chính tôi. Vậy thì vô cùng tuyệt vời nếu đi đến con đường này. Vậy thì phải là con đường giác ngộ không? Chắc chắn 100% là con đường giác ngộ. Quý vị coi trong kinh giáo, Đức Phật chưa bao giờ Đức Phật cảm thấy cách xa bất cứ một hạng người nào hết chứ. Nên Đức Phật là bậc đại giác ngộ, vì Đức Phật không xa cách ai hết. Đối với ai Đức Phật cũng gần gũi và chơi được hết. Người hạ cấp, người tôn quý, Đức Phật đều chơi được hết. Người học thức, người không học thức, Đức Phật đều chơi được hết. Chỉ có người ta không chơi với Phật. Chứ quý vị không nghe cái chuyện mà Phật không chơi với người ta, đúng không? Coi trong kinh đi. À, có đoạn kinh nào mà Đức Phật nói ta là bậc tôn quý không chơi với người hạ cấp không? Không có đâu. Nếu như vậy thì không phải là Đức Phật.
Nên người giác ngộ đừng bao giờ nói cái chuyện tôi không chơi với người đó. Chỉ có là người đó không chơi với tôi thôi, chứ không có lý là tôi không chơi với người đó. Nên chúng ta dù có là không vừa lòng nhau cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà khi mà đã hiểu rồi thì vẫn là đến với nhau bình thường. Sống trong cuộc đời này đâu phải gặp nhau lúc nào cũng là thuận hết đâu. Có những khi con đường chúng ta đến với nhau là nghịch rồi mới tới thuận. Có những người thì thuận rồi đi vào nghịch, rồi nghịch rồi quay lại thuận. Nó lạ như vậy. Nó đi chớ treo giống như lưới mà đang mà gọi là đủ thứ đường hết chứ. Nó đi đủ cách đủ đường để mà đến với nhau thuận và nghịch chứ. Chứ đừng bao giờ chúng ta chọn con đường lúc nào cũng là đến với nhau là đường khoảng. Không có đâu quý vị ơi. Có những khi đến với nhau đường rất là bằng phẳng, nhưng có khi đến với nhau đường rất là vòng vèo, đúng không? Nhưng mà đến với nhau đường nào cũng được, miễn đến với nhau chân thật là thấy tốt rồi, thấy vui rồi. Đến mà không chân thật thì thấy bất an, chứ đến mà chân thật thì thấy an tâm vô cùng. Cuộc đời của người hạnh phúc nhất là được an tâm thôi. Tu học là để làm gì? Là để an tâm thôi chứ làm gì. Chúng ta bây giờ có cơm ăn áo bận, bây giờ cũng không sợ đói, không sợ chết. Đã không sợ đói, không sợ chết, không sợ nghèo, không có sợ mắc danh. Vậy con người này còn cái gì chói buộc chúng ta nữa? Đây phải là giác ngộ không? Trong nhà Phật nói đây là giác ngộ chứ gì? Không bị xã hội này chói buộc, đó là giác ngộ đó chứ gì? Quý vị muốn nói cái cảnh giới giác ngộ gì nữa bây giờ? Cái giác ngộ trong nhà Phật dạy là giác ngộ nhân sinh. Giác ngộ vào giữa con người, đến với con người với nhau là giác ngộ đó. Đây là giác ngộ chân chính trong nhà Phật, để cho con người học Phật lấy đây để làm tấm gương, để cho nhiều người tiếp nhận Phật pháp. Nếu như mà cái sự giác ngộ cao xa gì thì ai dối tới mà gọi là giác ngộ thật chắc. Muốn giác ngộ thật chắc thì phải đi vào nhân sinh mà giác ngộ. Nên tất cả chúng ta học Phật rồi, đến với tất cả con người, chúng ta đều sống rất là đặc biệt. Dù người ta có gạt mình đi chăng nữa, mình cũng cảm thấy không có gì nặng nề cả. Quên phức cho rồi, đã bị gạt rồi mà còn nhớ làm chi nữa. Có khi một bài học bị gạt trong cuộc đời nó cũng cảm thấy cho chúng ta cái khôn, thấy không? Nó, thí dụ như nhiều cô, nhiều chú trong đây chúng ta cũng đã từng bị gạt mà. Làm gì không có. Bây giờ quý vị hỏi tất cả những người khôn nhất trong cái cuộc đời này, quý vị hỏi họ có bị gạt không? Họ nói bị gạt nhiều lắm. Nhờ bị gạt nhiều mới khôn. Thấy chưa? Núi này cao còn núi kia cao hơn, quý vị càng bị gạt thì càng khôn à. Nên đừng bao giờ nói rằng tôi khôn, không bao giờ ai gạt được tôi. Thì con người này họ sẽ bảo thủ và khổ lắm. Vì họ nghĩ không ai gạt được họ nên họ nghi kỵ. Họ sợ người ta gạt quá. Họ nghĩ rằng họ là tiêu chuẩn, không ai gạt được họ. Nên cái gì họ cũng nghi, cái gì họ cũng lo, nên họ trở thành bảo thủ và nặng nề, khó chịu, phiền phức, phiền não. Chúng ta tại sao không sống tự nhiên đi? Người ta giúp mình cũng được mà ta gạt mình cũng được. Đó là duyên và nhân quả thuận nghịch của chúng ta. Hiểu được nguyên lý này thôi sống quá tuyệt vời. Có những người nói bây giờ chúng ta sống nơi chốn phồn hoa thì tự nhiên bây giờ mình cảm thấy bất an, tại vì đông người quá, đa dạng con người. Bây giờ chạy xe ngoài đường, xe lỡ bị hư, chạy vô hỏi gia đình đó có cái mỏ lết hay là cái đồ dẫn ốc gì không cho tôi mượn. Nhà đó có nhưng không có. Nói sao vậy, cho mượn bậy bạ đây. Nó mở cửa cái nó xô vô nhà lấy đồ này kia, đồ bỏ bùa. Đi ra. Thầy chùa chạy xe giữa đường hư, chạy vô cô cho thầy mượn cái mỏ lết, vậy cái xe nó bị bể bánh. Ghê lắm, đúng không? Tự nhiên chúng ta bị bất an với tất cả con người luôn. Vậy thì chúng ta một ngày nào gặp trường hợp này, người ta cũng bất an với mình luôn. Thì tự nhiên chúng ta sống trong cái xã hội mà chỉ biết lợi ích mà không có tình người. Thua. Nó khổ ghê chưa? Đó, nên quý vị coi như chùa mình ta gì ào ào trong chùa mình ta ở đây đó. Thì thấy không? Đông y gì đó. Thì tâm lượng lớn, phước báo lớn. Tâm lượng lớn người ta đến đông. Chứ bây giờ cái tâm lượng nhỏ xíu ai đến? Chắc chắn rằng một ông chủ trì chùa mà người ta đến ào ào ta tu là cỡ nào cỡ, cái tâm lượng này phải lớn. Ông phải khéo quý vị. Phải khéo người ta mới đến đông. Khéo nó có nhiều mặt khéo. Có những cái mặt khéo là người ta vì lợi ích cũng đông nữa. Có gì lợi ích cũng đông. Họ là hưởng phước thế gian, hưởng danh lợi thế gian. Có những cái khéo léo là vì người ta không, mà chứ không có gì danh lợi gì hết. Là phúc báo sức thế gian.
Tùy vị chọn thôi, tùy vị chọn thôi. Nên mỗi một con người chúng ta nghe Phật pháp xác thực gì nè, là chúng ta áp dụng tiện nhất và thay đổi cuộc đời mình dễ nhất. Nên những gì những Đức chia sẻ với quý vị là chính bản thân những Đức làm thấy có kết quả đó. Từ khi học Phật tới giờ làm có kết quả. Bữa nay 11 rồi, còn 6 ngày nữa hả? Là ngày 17. Lễ viết Đức Phật A Di Đà 2 ngày ha. Ngày 17 ai ở xa khắp nơi mà chúng ta đến sớm được chút thì ngày 16 chúng ta đến cũng được. Rồi tất cả quý Phật tử chúng ta ngày 17 mình nên qua chùa mới. Một là thịnh vượng ngôi chùa mới luôn, vì ngôi chùa mới sau này sẽ nhận rất nhiều người già. Thì qua bển quý vị thấy những dãy nhà cắt rất là to bự, nhiều người được ở, thì mình phát triển chỗ đó. Và sau này ngôi chùa mới có thể cộng tu thứ bảy mỗi buổi sáng, thì tùy những người ta sắp xếp được. Sắp xếp được ta đến dự cộng tu thứ bảy, rồi người ta ở lại bữa sau chủ nhật ta cộng tu luôn, rồi cái chưa xong rồi mình về, mình tu được hai chùa. Hai chùa. Mình tu được hai chùa. Mai mốt mình ở chùa này không được, mình ở chùa kia. Hiểu không? Thì thấy chưa? Nó phải tính cho mình con có lối đến rộng rãi. Nó nên ngày 17 quý vị cứ tập trung qua điểm đó. Đi qua ngôi chùa mới thì quý vị nên đi cái hướng bên Đại Tùng Lâm thì biết, dễ biết á. Còn nếu người mà biết đường đi thì cái hướng kia nó cũng có đường vô á, nhưng mà không biết thì phải đi hướng Đại Tùng Lâm. Từ hướng Đại Tùng Lâm mới xuyên qua một con đường là qua ngôi chùa mới. Qua ngôi chùa mới. Hoặc là quý vị chạy xe, quý vị đi được á, thì cũng đi vòng chơi thôi. Thì vì để xe ngay cái chỗ cái bãi xe mà mình lễ dưới Quan Âm á, Đại Tùng Lâm bình thường để nó đi, thả người xuống thì mình tịch tịch tàng tàng mình đi vòng chút xíu à. Mình đi một chút mà đi khoảng cỡ chừng phân nửa của nửa cây số. Mình đi cũng ở trong chùa hoàn toàn luôn, chùa không à. Mình xuyên qua cái cửa Đại Tùng Lâm, mình qua một con đường thôi là qua chùa mới luôn, là vô ngôi chùa mới luôn. Gần lắm, rất là gần. Thì những Đức đi bộ hoài bình thường mà cái gì đâu, thấy gần lắm á, không có xa. Đó thì chiều lại thì mình tổ chức buổi chiều thì ngay cái nhà toan mình lại Bồ Tát Quán Thế Âm ở Đại Tùng Lâm. Còn hai cái thờ ngày 17 á, là sáng 8 giờ mấy này nè, là mình ở bên chùa mới. Rồi chiều là 1 giờ mấy là mình một buổi đó nữa. Rồi tối mới ở bên Đại Tùng Lâm, là mình đi qua lại luôn Đại Tùng Lâm luôn. Nên á, tại vì cái chỗ Đại Tùng Lâm nó quá lớn rồi, nó quá lớn rồi, nên nó cách một con đường mà đường đó cũng là hòa thượng mình xây luôn đó. Xuyên qua một con đường và xuyên qua ngay ngôi chùa mới luôn. Nếu mà nói về chùa thì nó nằm trong vị trí Đại Tùng Lâm hết, nhưng mà chúng ta phân tách ngôi chùa mới ra để dễ biết á. Tại vì đúng ra rõ ràng nó là ngôi chùa mới thiệt, nó hoàn toàn mới hết. Là mới xây xong rồi, nhà cửa xong rồi, nhà cửa cũng chưa xong hết hoàn toàn, còn mấy dãy nhà chưa xong luôn. Nên từ nơi đó mà sau này người già ở rất là đông. 2-3 ngày gì nữa này là ta bắt thang máy 2 dãy nè. Đó. Rồi còn 2 dãy kia là tới 4 cái thang máy. Nó là nhà rất là lớn, quý vị qua quý vị coi thấy. Mà phòng ốc có nhà vệ sinh đồ hết hoàn toàn. Đó. Thôi nó chán rồi mình đi tu mà gì cũng được lắm quý vị, đặc biệt lắm rồi còn gì. Bây giờ nhà mình giàu gì chứ mấy nhà nào có thang máy. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mình vô ngôi chùa ở mà chùa vậy. Bây giờ thí dụ như mình làm con cha mẹ mình đi tu, mình đến mình vô một ngôi chùa gì đi, mà cha mẹ xa lâu lâu đến thăm lần đó, mày đi tu mày cũng khô ghê. Mày chọn ngôi chùa đẹp quá trời luôn, ngôi chùa gì đâu mà nhìn nó đẹp quá. Tự nhiên được mày tu đi, mày nhà đâu có bằng chùa này đâu. Thấy chưa? Nhưng mà tự nhiên mình đi vô ngôi chùa xem xẹp sập tới sập lui không có cơm ăn. Mày đi tu mà sao mày đúng là mày đời mày đã thất bại rồi. Mày đi tu mày còn vô cái chỗ mày đói khát, mày đúng là chết phước cho rồi đi, mày đâu mày khổ dữ, đúng không? Nó nên á, chư tổ sư nói rằng là xây một ngôi chùa to là vì đại chúng mà xây,
Cái cổng chùa phải đẹp là vì đại chúng mà xây. Tại vì người ta đi ngang ngôi chùa, người ta chưa tu nhưng mà ta nhìn cái cổng chùa, nói để ghé ngôi chùa này thử coi. Cổng nhưng mà đẹp dữ. Vô một cái mà người ta nghe pháp gì dính luôn. Vô mà người ta nghe pháp dính luôn, không giỡn đâu. À từ đó ta đi luôn. Nó đó là cái hình thức để dẫn dắt người ta. Nhưng mà vô thì phải ngon thì mới ở. Còn to thiệt là to mà vô mà đi vòng vòng mà nói trời sao mà chùa bự mà sao mà nó lạnh ngắt cả trời. Sao mà thấy ai ở hết trơn. Trong bụng người ta ta nói nè, chùa này chắc không có tu. Chùa không có tu nên không có ai ở. Thôi bà ơi, chùa đó đẹp lắm mà buồn lắm, không ai ở chứ. Ủa sao tôi thấy đẹp quá mà đẹp mà buồn. Bà mà vô bà lau lau cũng không nổi chứ đừng nói bà ở đó. Thôi 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 mệt quá, tôi sợ ngôi chùa lắm. Thôi thôi thôi, tôi ở nhà tôi lau nhà muốn chết mà vô ngôi chùa đó lau chắc bỏ mạng luôn. Thôi 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 mệt, tôi đi về. Thấy không? Nhưng mà ta vô đây ta thấy, vô cái ta thấy sao nó đình rang người ta vui quá. Rồi xe điện chạy vòng vòng nó trời trời sao trong đây gì đó mà. Vô đây giống du lịch quá trời sao nó ngon lành dữ vậy. Gì đâu mà vui dữ vậy. Gặp ai cũng ai với đạo Phật cười, gặp ai ai Phật cười tự nhiên ta thích quá. Cái là nó trời ơi gì đâu mà. Đến cái chùa lần thì sao thấy ấn tượng đặc biệt quá. Mai mốt tôi nói tôi đến chùa này nữa nè. Thấy không? Có nhiều người ta đến lần mà người ta nói là mai mốt ta đến nữa đó. Thấy không? Là vì cái con người sống ở đây họ phải vui. Giống như nhà mình mà vui người ta đến lần là người ta mai mốt ta muốn đến nữa. Còn chùa mà vui là người ta đến lần là mai mốt ta đến nữa. Nên cái những người trưởng đoàn mà dẫn người ta đi tu á, mà dẫn tới ngôi chùa mà vui á, ta tu mà ta an lạc á là ta khen quý vị dữ lắm. Ta nói chị công nhận chị biết nhìn thấy ghê. Hồi đó giờ tôi đi theo mấy người dẫn đoàn đi mà tôi thấy đi mệt thấy sợ thì mà tôi thấy chị dẫn là đúng là được á, tôi tin chị mà mốt tôi theo chị. Thầy chị dẫn đi đến đây tu an lạc vui quá trời mà khỏe nữa. Mà sao không thầy không dẫn cũng vui nữa. Nó còn tôi đi vòng vòng tôi không nghe gì chứ chị ơi. Đi buồn quá mệt quá. Mỗi năm đi thập tự đi giết tôi thấy không được cái gì tôi sợ nghĩ đi. Hiểu không? Nhưng mà từ nơi đó mà dẫn ta đi đến đây cái tự nhiên ta có một cái niềm vui gì của nhân sinh. Rồi người ta đó có được nhiều cái nghe mà ta cởi mở tâm tư. Từ nơi đó mà tại sao mà chùa mình từng chủ nhật nào cũng đông. Nguyên lý nó là người ta thích. Thêm cái nữa là ta đi đến đây nó tích tụ được cái nguồn năng lượng gì tích cực lắm. Nên ta mới thích đến đây. Nên mình dẫn một người đi đến chùa tu gì là cái phước mình lớn dữ lắm. Tại vì mình dẫn đi đến cái chỗ thiện để mà tương lai hướng đến đến cái cảnh giới thiện nữa thì nó tốt quá. Nên tất cả những vị trưởng đoàn mới bị dẫn người ta đi tu như dưới Di Đà 2 ngày bị dẫn lên nó xứng đáng. Tại vì sao? Vì chùa mình như 4 ngày dưới Quan Âm mới bị coi thuyết pháp 4 ngày. Ở đâu mà có thuyết pháp kiểu đó cho vị nghe. Nếu như bình thường mà chùa khác á, nếu mà mướn các vị giảng sư á, thỉnh các vị giảng sư á, thì chắc chắn với quý vị luôn á. Rồi ôi trong 4 ngày mà 1 ngày 4 buổi mà 4 ngày là 16 buổi là phải mướn 10 thỉnh 16 vị đó, 16 vị giảng sư. Dễ tìm 16 vị giảng sư lắm hả? Ví dụ như giảng sư cũng giảng sư mà giảng sư mới ra trường. Ở đâu mà kiếm được những cái giảng nổi tiếng dễ quý vị? Nổi tiếng mà mời không dễ á, ta bạn. Còn bây giờ người mà mới học ra trường thì cũng đưa lên giảng. Nhưng mà mới ra trường chưa giảng vô đâu vào đâu. Thì tự nhiên quý vị coi 16 người đưa lên 16 tư tưởng cho người ở trong đó tu 4 ngày. Thì 16 ngày xong quý vị gì nè? Ôi trời trời, xong mà bà đi đi chùa 4 ngày mà tôi về, bà về thì tôi thấy bà vậy đâu mà kỳ kỳ, đi cái đầu lắc lắc kỳ anh ấy. Bên đây nó xuyên qua bên đây, bên đây nó xuyên qua bên đây, phía trước nó xuyên qua phía sau nó xuyên qua phía trước, nó tá lả âm binh nó vào giết tôi đơ luôn bà, tôi không biết cái đường nào tôi bắt luôn á. Bây giờ tần số tôi bị mắc sống bà ơi. Không giỡn, nghe nghe cái đó là mắc sống á chứ không giỡn đâu. Còn bây giờ quý vị nghe một tư tưởng luôn, nó nạp quý vị một tư tưởng luôn. Nên tại sao quý vị lễ được 4 ngày Bồ Tát Quán Thế Âm? Vì cái tâm lực quý vị nó được đang phát triển. Mà mỗi buổi nghe chia sẻ Phật pháp là phát triển tâm lực, phát triển tâm lực, phát mạnh lên. Mạnh đến mức mà 4 ngày bị lại cái vèo 2000 lại xong. Thấy không? Trời ơi, đây là đủ phước duyên lắm mới gặp cơ hội này. Mà không ai đủ hơi sức ở đâu mà 4 ngày 16 buổi đó. Mà cũng không ai dám chơi lễ thêm 2000 nữa. Này chắc chắn là không có luôn. Quý vị công nhận, bây giờ quý vị đi khắp nơi trên thế giới luôn á. Những đứa nói không phải nước Việt Nam mình không đâu. Đố mà có ông thầy nào mà liều mạng chơi những đức. Đúng không? Nó số phận sanh ra như vậy rồi.
Số phận chịu chơi từ xưa tới nay. Nên hồi xưa ngoài đời chơi xả láng sáng có gian mấy cài gì. Bây giờ mình chơi xả láng có gì có gian Ai Di Đà gì. Ngon chưa? Thấy không? Nên quý vị có Ai Di Đà không còn cái gì lo nữa, thấy không? Nó nên cứ là nương Ai Di Đà Phật. Bây giờ cỡ nào cũng nương Ai Di Đà Phật là bình an nhất. Quý vị nhớ nương Ai Di Đà Phật cũng như gió gì, không thấy gió mà có mát đó. Quý vị mà chỉ cần chân thật nương Ai Di Đà Phật là chắc chắn có sự thay đổi cuộc đời 100% luôn. Vì bổ nguyện của Ngài quá rộng lớn. Bổ nguyện của Ngài quá rộng lớn. Giống như bây giờ chùa mình 4 ngày những đứa ló gạch nó không mưa, mà nghỉ ló gạch 2 ngày mưa. Ghê chưa? Nó rõ ràng luôn đó. Nên cái việc làm trong ngôi Tam Bảo mình ngộ ghê. Như hồi nãy những đứa gặp một cái anh. Cái anh này ảnh đóng mấy cái đơn. Bữa đó những đứa có một buổi giảng, những đứa nói thầy, những đứa thấy rằng chùa mình một phòng ở 6-7 người, 7 người. Quý vị coi một cái phòng ở 7 người. Nhưng nếu mà tính ra được cái đơn mà những đứa nãy nói với cái anh này anh đóng, nói là anh đóng đi. Những đứa nói anh mà đóng được mấy cái đơn này nghe mà được, giá cả phải chăng mà đúng túi tiền của những đứa. Thấy không? Là những đứa sẽ thay đổi hết cho mấy bà già luôn. Tính nhiều mặt nó rất là hay. Thí dụ như cái đơn của mấy bà cụ thì để vào luôn đồ trong, ở trong cái đơn. Mà cái đơn mình á, là thiết kế là không có như ngày xưa người ta đóng cái đơn mà người ta phải dỡ nóc. Chơi dỡ nóc không à. Cái đơn ngày xưa cái dỡ nóc nhà không à. Rồi mền gói để cho nó dỡ lên thì sao? Bất tiện. Nhưng đứa thiết kế cái đơn lại là cái hộc ở phía ngoài là cái cửa. Nó kéo qua, kéo lại. Nó kéo lại ra cái là để đồ vô thoải mái trong cái bụng á. Cái bụng chứa đồ. Rồi kéo lại cái là cái cửa. Vậy thì đồ đã các cụ để hết vào cái bụng nằm trên. Mình nằm trên đồ mà trên là cái mặt ván. Ở dưới là cái bụng để đồ. Thì tất cả đồ đã các cụ đều để trong cái bụng đó hết. Không cần tủ nữa. Thì phòng các cụ gọn hơn. Sạch bóng luôn. Mà nằm lại nó không kêu cục cục như là cái mấy cái giường này. Cái giường này nằm trong vòng vài năm thôi mà leo lên kêu kẹt. Lăn qua kẹt. Thấy chưa? Nên từ nơi đó những đức nói người ở ngoài đời cũng nên suy nghĩ tới cái đơn này. Mà nằm trên cái đơn nó có cái hay. Là quý vị nằm trên cái đơn này giống như cái quan tài vậy đó. Không càng suy nghĩ thì thấy cái đơn giống cái quan tài thiệt. Những đức cứ ngồi nhìn nó, ô cái đơn này giống quan tài thiệt nghe. À đó thì quý vị nằm trên cái đơn rất là hay, giống quan tài. Tương lai mình á còn sống thì nằm ở trên, mà khi chết chui xuống dưới. Thấy chưa? Số mộ con xuống dưới à. Số mộ con xuống dưới đó nằm à. Thì nó bây giờ hiền đi, vô thường mà. Sao mai mốt xuống dưới nằm á, chui nó nằm. Thấy chưa? Nên những đức nói với anh này á, những đức nói anh mà đóng được đặc biệt á, mà những đức thấy phù hợp á, là những đức sẽ cho anh đóng luôn, thay đổi hết tất cả phòng giường của cụ luôn. Thay đổi hết. Rồi những đức trước nhất là bây giờ giường đây còn mới, đem ở bên chùa mới bệnh. Rồi sau này khi mà nó cũ tiếp tục là anh đóng, anh cứ đóng hoài, đóng mãi luôn. Tại vì số lượng người nó quá đông mà anh mà dính được với những đức là keo này không phải đơn giản. Hiểu chưa? Quý vị coi á, bây giờ ví dụ như cây cối làm sao, ngâm làm sao cho nó tốt đi, đừng có bùi xè rồi nó ăn. Chứ đừng có gấp gáp mà chơi cây non đóng vài bữa nó héo lại. Hiểu không? Cây nó héo á, quá giỡn đâu nghe. Nên từ nơi đó cái đơn này có thể đời như đứt chết đi, người khác nằm nữa. Tại vì thời gian nó rất là dài, như cái đơn hồi đó như đứt đóng ở trên Đà Lạt á, trên là cách nay 10 năm á nha. Mà những đứt đóng ngày xưa ở trên đó là 1,150 triệu. Mà hồi xưa lâu rồi bây giờ mình không biết. Nhưng mà nó đóng cây dầu cái gì không biết đó mà ở trên Đà Lạt á, mà những đứt đóng hình như cấp đó 200 chiếc đơn hồi xưa. Mà những đóng rồi đó. Mà hồi xưa là cư sĩ như đứt đã tính ra cái đơn. Hồi xưa còn cư sĩ là cái đơn tới bây giờ đi xuống đây như đứa cầm cái theo cái đơn luôn á. Để lên xe chở ở đây luôn. Là nãy kêu anh đóng đi ra cái đơn vậy luôn. Là cái cửa kéo ra kéo vô vậy đó. Quý vị ở nhà cũng nên đóng cái đơn này nằm.
Nên anh mà đóng ngon lành là như đứa cô giới thiệu cho người ta đóng luôn á. Giỡn đâu mà hay, rất là hay, đồ đạc rất là gọn, mà nằm bằng phẳng lắm nghe, chắc lắm á, giỡn đâu. À, nên từ nơi đó mà đóng nó trước nhất cho cái chúng phục vụ. Quý vị biết á, những đức rất là quan tâm cái chúng phục vụ dữ lắm quý vị. Cái nguyên lý là gì vậy, đức nói cho quý vị nghe nè. Cái chúng phục vụ mà nó không vui vẻ làm sao mà nó phục vụ, rồi làm sao mà nó niềm nở với người ta đây. Bây giờ quý vị lo tùm lum thứ mà quý vị quên một cái thứ rất quan trọng, đó là cái chúng phục vụ. Bây giờ một cái công ty xí nghiệp muốn phát triển là cái dàn phục vụ, niềm nở vui vẻ ăn khách, từ cấp lãnh đạo cho tới cấp dưới nhất phải hoan hỷ vui vẻ thì nhất định cái công ty xí nghiệp đó phát triển. Còn gặp mà mình không phù hợp vào cái việc làm của nó mà không có đáp ứng được tương đối cho người ta sống á, là người ta trong lòng nó câu có, là tức khắc người ta đến là nó câu có luôn cả đáp. Cuối cùng thì người ta bỏ đi hết trơn, còn muốn gặp mình thì khó. Bây giờ mình làm sao mà đủ sức đi gặp người ta hết, thì phải để cho phục vụ trong chùa mình, những người lo việc trong chùa mình là lo lắng cho người ta bằng gương mặt tươi vui. Thế mình cười giùm thì tức khắc ai cũng được có nụ cười. Mà muốn được như vậy thì phải lo cho chúng phục vụ này tuyệt vời, để họ cười giùm mình với người ta. Vậy thì ai vô chùa mình cũng cảm thấy ăn khách và thấy ông Đức ông dạy ngon thiệt, ai cũng vui, thì tự nhiên ta tin những Đức, đúng không? Đó đó, nên những cái bài chia sẻ này rất là quan trọng, nhớ nha quý vị, để chúng ta cố gắng mình tu hành để đời này mình phải về Cực Lạc gặp nhau nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, mà sanh về thịnh độ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ở chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật thường chư tăng ni quý Phật tử khắp nơi về đây rất là đông. Những đức nói đây là điểm tu phước tu duyên đặc biệt thù thắng. Và chúng ta muốn cầu an, cầu siêu gì cho ông bà cha mẹ, cũng đây là những điểm cộng tu đặc biệt thật chắc để chúng ta tu, đến hồi hướng cầu an, cầu siêu cho người thân của mình. Hay tất cả những người lỡ mang nghiệp phá thai, chúng ta cũng nhờ những điểm này mà mình đi đến đây mình tu. Rồi chư hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, các cháu cũng được nghe Phật Pháp, các cháu hiểu được nguyên lý quan gia nên giải không nên kết. Từ nơi đó mà các cháu buông cái tâm hận thù đòi nợ, vì biết rằng là đòi nợ thì khổ đau đời đời kiếp kiếp. Thôi giờ buông cái tâm hận thù đòi nợ, nên nương bộ nguyện niệm Phật mà để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nên con người chúng ta nhờ nghe Pháp nó mới mở được những cái quán kết. Còn nếu như mình mà không nghe Pháp là quán thù nó càng nặng nề thêm, không khổ dữ lắm. Nên những ngày chủ nhật là những ngày tuyệt vời để chúng ta tu, để hồi hướng cầu an, cầu siêu cho người thân. Và chúng ta những ngày lễ như lễ dưới Đức Phật A Di Đà sắp đến, chúng ta cộng tu 2 ngày, vừa nghe Pháp niệm Phật phóng sanh, cũng đi thực xuyên suốt trong 2 ngày, để chúng ta nương vào cái đạo tràng chuyên tu để cầu an, cầu siêu cho người thân. Nhất là những người mang nghiệp phá thai, chúng ta nên tập trung về tu. Vì những thai nhi vì nghiệp phá thai không có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Có nhiều người cứ nghĩ rằng bình thường đó là một giọt máu nhỏ thôi, phá không có sao. Nhưng đó là một linh hồn. Khi chúng ta vừa biết mình mang thai thì chúng ta đã có một linh hồn nhập vào trong người mình để biết được mình mang thai. Nên khi mình phá một cái giọt máu thôi, nhưng đó là giết một mạng người. Từ nơi cái nghiệp phá thai này mà gia đình lộn xộn lu bu, thêm cái nữa là người đàn bà bệnh hoạn nhiều lắm, con cái bất hiếu ngỗ nghịch. Vì mình sanh đứa này mình nuôi, mà đứa kia mình không sanh mà mình giết. Từ nơi đó mà cái tâm hận thù đó các cháu nó đeo đẳng theo ghê lắm. Nên đứa nào chỉ cần mà phước giảm cái thôi, thì tức khắc cái nghiệp phá thai nó làm cho cái đứa bé đó bệnh hoạn, hoặc là tốn tiền bạc gia đình, hoặc là vợ chồng vừa si phước nghe thôi, thì những quán nghiệp đó đó nó khiến cho vợ chồng quýnh lộn cự lộn suốt vậy đó.
để gia đình lu bu lộn xộn, tan nhà mất mạng. Để đó là gọi là cái cách đòi nợ. Nên từ nơi đó mà bây giờ mình đến đây mình tu, nhờ mình tu được hồi hướng cho các cháu, và các cháu nghe pháp được, các cháu hóa giải cái tâm hận thù, như vậy thì mới có thể được giải thoát. Còn nếu như mang cái tâm hận thù mãi thì khổ đau triền miên. Nên ngày Chủ nhật chùa mình khi nghe pháp tu hành xong, chúng ta cúng đi thực và phóng sanh, cúng đi thực đồ ăn rất là nhiều. Như bữa nay những đứa hơi sốt ruột ra nhìn thấy em cũng muốn thèm. Thì mình dọn đồ ăn cho người ta, mình cúng mà mình thấy ngon là được. Khi cúng đồ cúng đi thực là tuyệt đối những cái bọc mà bao lại phải mở ra hết. Chai nước thì phải mở nắp chai ra. Còn nếu như mà bao bọc mà đậy nắp chai thì chư hương linh khi người ta có một cái hưởng thọ đó là dùng mũi để ngửi mùi. Nếu mà mình bịch lại hết là người ta dùng không có được. Và nhờ tất cả đại chúng mà tu xong rồi mà khi cúng đi thực này người ta hoan hỷ lắm. Tuy những đức không có đọc bài chú gì hết, nhưng mà những đức nói gì đó là nó cỡ mở cái quán nghiệp trong tâm ta ra. Và tâm trạng ta thấy vui vẻ hoan hỷ khi mình cúng. Đó là nói xác thực dễ hiểu nhất luôn rồi đó. Nên từ nơi đó mà nhiều người lắm mình không thấy đâu. Nên khi những đức cúng đi thực mà khi những đức đang cúng thì tự nhiên có một ngọn gió thổi cảm thấy thích lắm. Mà có khi những đức đói bụng gì mà cúng xong gì những đức no bụng luôn. Ăn là không muốn ăn luôn, là nó no bụng rồi đó. Thì vì biết rằng là cái ngày Chủ nhật cúng người ta lợi ích biết nhiêu nói chứ. Mình giúp cho người ta no, mình no là thấy chứ. À, vừa nói xong là no liền, không đói. À, nên là mong quý vị về đây bị tu để mà hóa giải quán nghiệp. Chúng ta nguyện đem toàn thể công đức này của đại chúng tu hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và Phật tử khắp nơi nơi được coi vào công đoạn này. Quý vị cũng được hưởng cái công đức, và nhờ như vậy mà Bồ Đề tâm kiên cố niệm Phật để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức mà chết chưa được siêu thoát đều từ thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ và nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí như cung, từ thực biên thập phương nhất tiết Phật tự cộng, nguyện về tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đăng ngộ tình chung á ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết hộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đăng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đăng cô hồn chung á ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn công, nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, và việc nhật ca đá hồng. Giá trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Giá trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, nụ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Từ bi tiếp độ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. À, cái công đức phóng sanh rất là lớn. À, tất cả những người bệnh đau ung thư, bệnh này bệnh kia, hay là các cháu nhỏ mà khi sanh ra đời mà eo ọt khó nuôi á, hoặc là bệnh hoạn này kia, nhờ công đức phóng sanh ăn chay á, nó hóa giải được cái nghiệp chướng đó. Tại vì chúng ta mà bệnh đau eo ọt khó nuôi chết yểu là do từ cái nghiệp sát mà ra. Từ nơi đó mà phát sanh, phát tâm mà phóng sanh ăn chay là đây là cái công đức rất là lớn. Chúng ta thương nhất là thân mạng, mà thân chư Phật Bồ Tát là thương nhất là chúng sanh, là thương nhất là chúng ta và tất cả những loài chim hay là tất cả con vật. Nếu như chúng ta mà phát tâm ăn chay phóng sanh thì tròn tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát. Nên các cháu nhỏ mà về chùa mình còn nhỏ gì nè, mà nó được dự phóng sanh rồi, nó nghe pháp rồi niệm Phật này kia, các con sau này có phước lớn dữ lắm. Rồi thêm cái nữa, như có những đứa mà về đây mà bất hiếu với cha mẹ, hoặc là nó hỗn ẩu với cha mẹ, nhờ cái công đức phóng sanh này mà nó hóa giải cái nghiệp, các cháu nó hiền, nó hiếu với cha mẹ lại. Đây là cái công đức rất là lớn, nên nguyện đem công đức này hồi hướng cho toàn thể đại chúng, ai bệnh hoạn, ai đau ốm này kia, nhờ cái công đức này mà hóa giải cái nghiệp cho quý vị có sức khỏe, để người ta càng có tín tâm với Phật Pháp và phát tâm tu để cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật quan hỷ vui vẻ, vỗ tay thả chim nhé. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, mời toàn thể đại chúng xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. A Di Đà Phật.